Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Cô Vợ Nhí Đáng Yêu của tác giả Candy. Chương 1. Có chồng. Nhỏ cứ nhấp nhà nhấp nhổm, ngồi trong căn phòng thân quen của mình mà cứ tưởng như đang ngồi trên đống lửa. Tự dưng nhỏ thấy ghét cái tính anh hùng rơm của mình quá đi mất. Phải chi không có nó thì bây giờ nhỏ đâu có giờ khóc giờ cười thế này. Hay là trốn đi. Cái ý nghĩ ấy bỗng phát sinh khi nhỏ nhìn thấy ô cửa sổ. Leo tường, chuyện không khó đối với một đứa nghịch ngợm như nhỏ, nhưng hiện tại trong cái bộ áo dài đỏ tươi này thì cái đầu óc tí teo của nhỏ hoạt động hết công suất. Trốn, không trốn, trông nhỏ đến là khổ sở. Cuối cùng nhỏ cũng có quyết định, vì tự do, phải trốn. Sợi dây được thả xuống, hai tà áo dài cột sang hông. Lúc nãy định thay đồ, nhưng bây giờ thì coi bộ không kịp nên nhỏ đánh liều leo đại. Thế là kế hoạch chạy trốn bắt đầu, nhỏ leo một cách thành thục mặc dù bức tường trơn như bồi mỡ. Được nửa đường thì đi đâu đó nhóc? Tiếng nói quen thuộc làm nhỏ giật thót, trợn tròn mắt nhìn người đứng phía dưới. Nhỏ cười méo sạch. Anh hai, em định tập thể dục ý mà. Vậy hả? Hoàng nhấn mắt. Thế có mệt không em? Dạ mệt. Thôi đi, anh biết tỏng em rồi, trốn chứ gì? Em đâu có đâu. Nhỏ lắp bắp. Lừa ai chứ đừng lừa anh, leo lên đi. Nhà trai sắp đến rồi, để họ trông thấy thì dị lắm. Hoàng kéo dài giọng trêu chọc. Em biết rồi. Nhìn thấy cái bộ mặt cưng cưng cùng giọng cười của Hoàng mà nhỏ muốn lộn ruột. Ước gì bây giờ nhỏ có thể tống vào cái bộ mặt đáng ghét đó một cú đấm thì mới hả dạ được. Chết người rồi lại tự trách mình. Tiểu Phong ơi là Tiểu Phong, mày anh hùng làm chi cho tao khổ vậy nè. Lên đến phòng, vừa thở hổn hển vì mệt và tức, nhỏ vừa nhớ đến cái buổi chiều định mệnh ấy. Buổi chiều hôm ấy, ba má ơi, nội ơi, con về rồi nè. Nhỏ chạy ùa vào nhà, trên tay ôm trái dưa hấu dài, miệng thì cười toe toét. Con mới xí được nè, vừa nói nhỏ vừa chìa trái dưa hấu ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ. Trời đất, sao nhiều người quá vậy? Nhỏ có cảm giác như các cơ trên mặt mình đều hóa đá. Con gái con đứa gì vô ý hết sức? Mẹ nhỏ khẽ mắng, con không thấy nhà mình có khách sao? Dạ, con xin lỗi ạ. Nhỏ cúi đầu lý nhí. Nói là nhiều người, nhưng thực chất là ngoài ba má và nội nhỏ thì chỉ có thêm hai người nữa. Đó là một người phụ nữ chạc tuổi má nó, có thể lớn hơn một tí. Ở bà toát lên sự cao sang quyền quý, nhưng khuôn mặt phúc hậu của bà lại tạo cho người ta cái cảm giác gần gũi, dường như xóa đi làn danh giai cấp. Kế bà là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi gì đó, trông nó có vẻ ương ngạnh, điểm này thì giống nhỏ lắm đây. Nhà mỉm cười về cái phát hiện lý thú của mình, tiếng người phụ nữ vang lên. Con là Tiểu Phong, bà kéo nhỏ lại gần. Dạ. Chào bác Quang đi con, bà nội nhỏ nói. Dạ, con chào bác. Ừ, chào con, ngồi xuống đây đi con. Bà mỉm cười. Con năm nay 18 phải không? Dạ, con vừa mới tốt nghiệp, con tốt nghiệp loại giỏi đó bác. Nhỏ cười hi hi, nhưng chợt nhận ra mình hơi quá đà, nói đúng hơn là bị hố. Nhỏ im bặt. Ai đời trước người lạ mà không khiêm tốn chút nào. Con thú vị thật đấy, bà Quang bật cười. Ta thích con lắm. Nhỏ nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu. Lạ thật, bác ấy có sở thích ngộ ghê. Phong này, tiếng bà nội vang lên kéo nhỏ về thực tại. Bác Quang đây là con một người bạn thân của bà. Nay bác ấy sang đây là để xin hỏi cưới con cho con trai bác ấy đấy. Nội đã đồng ý rồi, con lo chuẩn bị đi. Nội nói một hơi mà nhỏ nghe lùng bùng lỗ tai. Nào là bạn thân, rồi hỏi cưới, rồi nhỏ trấn tĩnh, sắp xếp lại các sự kiện. Bỗng nhỏ bật dậy khỏi ghế lắp bắp. Trời đất, gả con, nội đồng ý là sao hả nội? Tức là em sắp lên xe hoa chứ sao? Vừa nói, Hoàng vừa bước vào nhà với một nụ cười hết sức là đáng ghét. Anh... Hoàng lễ phép chào mọi người rồi bước lên lầu, miệng vu vờ hát. Mai em theo chồng, vâng trăng xin gửi lại. Anh sẽ chết với em. Ném cho Hoàng ánh mắt hình viên đạn, xa vào lòng bà nội, nhỏ bắt đầu thút thít. Nội ơi, con còn nhỏ mà nội, con không muốn lấy chồng đâu. Hu hu, con muốn ở nhà phụng dưỡng nội với ba má thôi. Hu hu. Con không phải năn nỉ nữa, nội đã quyết rồi. Nhỏ càng khóc to hơn, cố ép cho nước mắt chảy ra.
tự dưng bắt đi lấy chồng. Đó giờ nhỏ chỉ biết ăn, học và dù anh Hoàng đi quậy phá khắp nơi, chứ nào biết có chồng con là cái gì đâu. Giờ bỗng đầu lòi ra chồng, không sốc mới là lạ. Bác xin lỗi, bà Quang lên tiếng, xem như là bác xin con có được không? Nhỏ nhìn sững bà, trông mặt bà buồn thảm quá, nó làm cho trái tim nhỏ rung rinh. Không, không, khổ nhục kế đó, bình tĩnh, không được sập bẫy. Nhỏ tự nói với mình như thế, sợ bà Quang lại vang lên. Bà biết là con trai bác không xứng với con. Nó có vợ, vợ nó mất để lại một đứa con. Nó lại lớn hơn con những 10 tuổi thì quá thiệt thòi cho con. Bà im lặng vài phút để quan sát diễn biến trên khuôn mặt nhỏ khi nhỏ tròn mắt nhìn thằng bé cạnh bà. Nhưng tội lắm con à. Vợ mất, nó thay đổi hoàn toàn, chỉ biết vùi đầu vào làm việc, chẳng mang đến ai, lại thêm cái bản tính lạnh lùng nữa. Tội nhất là cháu của bà, Minh Kỳ. Để thằng bé đến trước mặt nó, bà nói trong nghẹn ngào. Mẹ mất, bà lại không quan tâm, nó khóc suốt ngày, không nghe lời ai cả, bà buồn lòng lắm. Như để chứng minh cho lời bà, thằng nhóc òa khóc trước mặt nhỏ. Chắc là nó tủi thân ghê lắm. Nhỏ thấy trái tim hào hiệp của mình nhảy lung tung. Thôi chết rồi, kiểu này chắc nhỏ không còn sức lực mà từ chối mất. Chị đừng từ chối nha chị về làm mẹ em đi mà, em thích có mẹ lắm. Minh Kỳ tấm tức khóc, mẹ. Đúng là chiều nước mắt của thằng bé cực kỳ hữu hiệu, ý chí nhỏ chạy đâu mất tiêu, thế là nhỏ gật đầu một cách vô thức. Vậy là chị đồng ý rồi nha, Minh Kỳ reo lên. Ta cảm ơn con nhiều lắm, bà Quang cười hồn hậu, ta sẽ sớm tổ chức đám cưới, cưới vợ phải cưới liền tay mà. Vậy là chị đồng ý rồi nha, Minh Kỳ reo lên. Ta cảm ơn con nhiều lắm, bà Quang cười hồn hậu. Nhỏ không biết mình làm gì nữa, giờ đầu óc nhỏ trống rỗng. Trời ạ, nhỏ vừa đồng ý cái gì thế nhỉ? Nhìn mọi người cười vui vẻ bàn chuyện đám cưới mà lòng nhỏ héo hon. Thôi, thế là hết, ách giữa đảng lại mang vào cổ, thì còn kêu cà gì nữa? Nhà trai đến rồi! Tiếng hô kéo nhỏ về hiện thực. Hiện thực là nhỏ chuẩn bị lên xe hoa trong khi còn đi học. Hít, vậy là hết. Ê, chuẩn bị xong chưa nhóc? Hằng, bạn thân của nhỏ bước vào. Ha ha, lấy chồng mà cái mặt bí xị vậy. Mày có tin là tao oánh cho răng môi đi chơi hết luôn không? Nhỏ trừng mắt. Này, đừng có dọa tao nha. Từ nay mày khỏi ăn hiếp tao nữa rồi. Chồng mày sẽ trị mày. Nói đến đây, Hằng ôm bụng cười. Ôi, tưởng tượng cái cảnh Đông Phương Tiểu Phong bị chồng ăn hiếp, tao mắc cười quá đi mất. Ôi, còn gì là nữ hiệp nữa. Nhỏ vừa lấy cái gối chọi thẳng vào Hằng, nó vừa né vừa tiếp tục cười. Lúc này nhỏ thấy nó giống yêu tinh hơn là bạn nhỏ. Quắc mắt nhìn nó, nhỏ nghiến răng. Mày có im đi không hả? Thấy nhỏ có vẻ giận, Hằng thôi cười, nó nói. Thôi, đi ra ngoài với tao, chuẩn bị tới giờ lành rồi kia. Nhỏ vẫn ngồi im trên giường, lấy di động và gọi trong khi Hằng chẳng hiểu mô tê gì hết. Khoảng 2 phút sau thì ba đứa con gái nữa chạy lên phòng nhỏ. Thanh Vân, Tuyết Cầm, Mỹ Phượng, thế là đủ. Nhỏ mỉm cười trong khi bốn nhỏ bạn còn ngơ ngác. Kêu tụi này lên đây làm gì vậy Phong? Vân lên tiếng hỏi. Để nhờ tụi bay vài chuyện, được không? Ừm, nói đi, tụi này giúp cho. Phượng cười, xem như tiễn bạn theo chồng. Cũng được. Nhỏ không giận mà vẫn tiếp tục cười. Thế nãy giờ bốn người thấy mặt chú rể chưa? Chưa, cả bốn đồng thanh. Ê, mày muốn cái chi thì nói mau. Hằng nhăn nhó, đừng có bày trò đó nha. Nhỏ mở tủ, lôi ra bốn bộ đồ y chang nhau và y chang đồ của nhỏ. Thảy chúng về phía mấy nhỏ bạn, nói. Giúp tao thì vào thay đồ ra đi. Mày định... Yes. Chưa để Cầm nói hết câu, nhỏ đã gật đầu. Nếu hắn với ta có duyên thì sẽ nhận ra ta, còn không thì... Thì sao? Hằng nóng nảy. Thì khỏi cưới, nhỏ nhún vai cười. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Bây giờ một là tụi bay giúp tao, hai là dẹp hết. Thở dài trước sự nghịch ngợm cùng cá tính ương bướng của nó, bốn cô bạn lục đục kéo vào phòng thay đồ. Thôi thì mặc cho số phận vậy, duyên của em thì sẽ là duyên của em thôi. Nào, bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cô dâu. Hoàng hô to. Sau tiếng hô đó, Hoàng im bặt, ngơ ngác nhìn. Mọi người cũng như Hoàng, tròn mắt nhìn năm cô gái vận áo cô dâu giống hệt nhau đang bước ra. Được vài phút, Hoàng lắp bắp. Cái quái gì thế này? Nếu muốn được vợ, chú rể phải tìm đúng cô dâu thôi. Cả năm cô cùng đồng thanh.
Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, bây giờ thì ôm bụng cười, đặc biệt là lũ bạn cùng lớp nó. Ai cũng lắc đầu bó tay trước sự nghịch ngợm của cơn gió nhỏ. Xem như là thử thách của chú rể vậy. Minh Thiện, chú rể của ngày hôm nay. Anh vốn dĩ không quan tâm lắm trước cuộc hôn nhân này, bởi lẽ lòng anh đã nguội lạnh từ ngày cưới Phương, vợ quá cố của anh qua đời. Anh nghe lời theo ba mẹ, chỉ muốn làm vừa lòng bà và cho Minh Kỳ một người mẹ mà thôi. Đứng trước năm cô gái ăn bận giống nhau, nét đẹp cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Bất chợt anh bật cười. Không ngờ mẹ anh chọn một cô con dâu lém lỉnh, trẻ con như thế, còn bày trò làm khó anh. Nhìn một lượt năm cô, anh chú ý nhất là con bé đứng góc phải, ngoài bìa, cho nó là trẻ con nhất đám. Cái miệng vênh lên như thách thức anh vậy đó. Sao mà nó giống con nhím thế nhỉ? Được một lúc, anh bước lại kéo nó ra. Chắc chắn là nó rồi. Anh nghĩ vậy bởi cái mặt con bé tinh nghịch ghê cơ. Mọi người ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi bật cười. Duyên em thì sẽ là của em thôi. Riêng về phần nhỏ vẫn còn đang ngạc nhiên hết sức. Không hiểu vì đâu mà hắn ta bắt được nhỏ. Phe này thì dù muốn dù không cũng phải theo chồng, khổ hết sức. Đang buồn thối ruột mà nhìn thấy cái nụ cười giễu cợt của anh Hoàng, nhỏ ghét dễ sợ. Nhỏ ngẩng mặt lên, ném lại cho Hoàng ánh mắt thách thức. Xít, thua kèo này ta bài kèo khác, lo gì? Thế là nhỏ có chồng. Chương 2. Đám cưới. Không hiểu sao người ta cứ thích bày đám cưới cho rình rang nhỉ, phần nhỏ chỉ thấy mệt thêm thôi. Từ nãy đến giờ thay gần 4 bộ đồ cưới, làm nhỏ có cảm tưởng là đổi từ cái gông này sang cái gông khác vậy đó. Đã vậy nhỏ còn phải lết hết bản này sang bản khác với cái ông chồng khó đàm đàm này nữa. Hít, còn phải nhe răng cười mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Nào, cô dâu cười lên nào. Đấy, lại bắt cười nữa đấy, đến là khốn khổ. Ôi, ước gì bây giờ nhỏ được ngủ thì sướng biết mấy. Đang mơ mộng thì nhỏ bị giật mình bởi tiếng nói của một cô gái. Cô dâu xinh quá nhỉ, nhưng vẫn là con nít. Cô gái nói bằng giọng mai mỉa. Con nít như được người ta cưới, còn người lớn vẫn ở giá đấy chị ạ. Nhỏ cảm thấy cực kỳ thú vị khi nhìn thấy mặt chị ta tái đi vì tức. Chọc nó à, xí, đừng có mà mơ. Nhỏ chắc là chị ta để ý để ác gì ông chồng của nhỏ đây. Tưởng mình hay làm sao hả? Cô gái nói sau khi lấy lại bình tĩnh. Hay hơn khối người đấy chị, lấy chồng giàu là hay rồi. Nói rồi, nhỏ giả vờ mệt, tựa người và Minh Thiện. Nhỏ đang muốn chọc tức cô gái đó đây mà. Minh Thiện bật cười cho cử chỉ trẻ con của nhỏ. Từ nãy giờ, ngầm quan sát của tranh cãi của hai người, anh cảm thấy vui chi lạ. Cô vợ nhí của anh lém lỉnh ghê, chưa gì đã mọc nanh rồi. Thôi, nếu em mệt thì lên phòng nghỉ đi nhé. Minh Thiện nói dịu dàng. Vâng ạ, nhỏ trả lời bằng một cử chỉ hiền dịu nhất mà nhỏ biết. Trong khi đó, cô gái lúc nãy tức tối trở về bàn. Cô gái đó là Quế Mai, là thư ký của Thiện, đồng thời cũng là em gái của Quế Phương, người vợ quá cố của anh. Cô yêu anh từ lâu và luôn nghĩ anh là của cô. Vì anh, cô phải đi làm, chỉ mong được gặp anh. Chứ giàu sang như cô thì cần gì động móng tay. Vậy mà từ đâu lòi ra một con oát con, cướp mất anh. Tưởng rằng nó hiền, tính ăn hiếp cho bõ tức. Ai ngờ nó tinh danh như hồ ly, thiệt là tức quá đi. Máu cô sôi sùng sục, nhưng vì danh dự nên cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ em vợ yêu anh rể thì có đẹp đẽ gì đâu. Nhỏ được chị bếp đưa lên phòng. Đây là phòng tân hôn của nhỏ đó ư. Nhỏ không kìm được, thốt lên. Đẹp quá. Vâng, phòng này do cậu chủ và bà trang hoàng đó thưa cô. Chị bếp tươi cười. Ôi, cái máy đẹp quá. Nhỏ chạy ùa đến bên cái máy vi tính. Trời, thì ra nhỏ khen cái máy tính. Chị bếp đứng ngẩn ngơ rồi lắc đầu khó hiểu. Chị đành quay xuống nhà. Sau một hồi sao soi cái máy, nhỏ bật lên và chơi game. Mãi đến gần 11 giờ, Minh Thiện mới lên phòng. Anh thật không tin vào mắt mình. Cô vợ nhí của anh đang ngồi bó gối trên cái ghế bành và chơi game một cách say mê trong bộ đồ cưới cổng kênh. Đứng nhìn một lúc, anh háng giọng. Ehem, xong chưa? Nhỏ giật mình quay lại, trông thấy anh, mặt nhỏ đỏ như gốc. Nhỏ tự trách mình sao lại ham chơi như thế, mất mặt quá đi mất. Cô lấy lại bình tĩnh, nhỏ cười giả lả. Nó là hàng tốt đúng không? Ừ, tốt đến nỗi, con nít mê chơi tới quên thay đồ luôn. Nhìn lại mình, nhỏ thiếu điều kêu trời, phận bộ đồ thế này mà ngồi chơi game, thiệt không có ai như nhỏ. Quê quá, nhỏ nạt lớn. Ê,
Kêu ai con nít hả, ông già kia? Kêu nhóc đó, đi tắm đi, hay là đợi ông già này tắm giùm cho? Anh nhào mắt. Không cần. Nhỏ la lớn rồi chạy vội vào phòng tắm. Cũng may cho nhỏ là trong đó có thể săn đồ chứ không là tiêu nhỏ rồi. Tắm xong, nhỏ bước ra, nhìn thấy nhỏ, Minh Thiện lặng đi mấy phút. Công nhận nhỏ xinh thật, đặc biệt là trong cái bộ đồ ngủ ấy. Thấy anh nhìn nhỏ hoài, nhỏ lớn tiếng. Ê, đừng có nói là mê tui rồi nha. Ọc, Thiện thật không ngờ con nhóc này lại bạo gan đến thế, nó dám bảo anh mê nó chứ. Anh lắc đầu chào thua. Tắm xong rồi thì tới tôi. Thiện lấy đồ và đi vào nhà tắm, không quên để lại một câu nói. Con nít thì có gì mà mê nhỉ? Anh... Nhỏ hầm hực nhìn Thiện đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này đây, đã ngồi yên vị trên giường, nhỏ bỗng cảm thấy sợ. Anh ta ra thì làm gì nhỉ? Ôi, mình thường nghe người ta nói vợ chồng là phải. Ôi không, nghĩ đến đây nhỏ chợt la lên. Cô bị cái gì thế? Thiện nói vọng ra. À, không có gì, kệ tôi. Nhỏ cứ đi qua đi lại trong phòng mà không biết làm gì. Cuối cùng nhỏ quyết định lên giường, chùm chăn lại và giả vờ ngủ. Khi chạy ra thì thấy anh đã thấy cô vợ của mình ngủ ngon lành trên giường. Anh đứng nhìn cô. Quái, phòng này đâu còn nóng đến nỗi, cô ta đổ mồ hôi như tắm thế kia. Thiện lẩm bẩm. Nhìn tiểu phong một hồi, bất chợt anh mỉm cười. Nghĩ gì đó mà anh đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, nhỏ mới ngồi bật dậy. Hít, ướt hết luôn, tự dưng run cái đổ mồ hôi hột à. Nhỏ vội lấy khăn lau người. Không biết lúc nãy hắn lẩm bẩm gì nhỉ? Trong khi nhỏ còn đang thắc mắc, thì Minh Thiện đã sang đến phòng Minh Kỳ. Nhóc con, ngủ chưa? Con chưa ngủ, không ai ngủ với con hết. Thằng bé nũng nịu. 3 giờ có người ngủ chung rồi. Ha ha, con đang ganh tị đấy à? Thế con có muốn sang ngủ chung với ba và mẹ không? Dạ muốn, ba nói thật hả ba? Ừ, nhưng sang phòng con phải im lặng và chạy lại ôm mẹ con ngủ, không được gây tiếng động đấy. Tại sao hả ba? Minh Kỳ ngạc nhiên. Con đồng ý thì đi, không thì thôi, không có gì thắc mắc. Dạ, con đi, con không thắc mắc gì nữa. Nghe có tiếng bước chân, nhỏ vội nhảy lên giường, chùm mền và nhắm nghiền mắt. Tiếng cửa mở và tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Không có gì đâu, bình tĩnh Tiểu Phong. Bất chợt, một vòng tay ôm chặt lấy nhỏ. À, nhỏ tung chăn và co giò phóng thẳng ra cửa. Nghe tiếng hét, bà Quang cùng chị giúp việc chạy lên thì thấy nhỏ run lẩy bẩy. Minh Thiện thì ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Còn nhóc Minh Kỳ thì vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường. Bà Quang lên tiếng. Chuyện gì thế? Dạ, dạ, hắn dê con. Giọng nhỏ run run. Ai? Hắn đó. Nhỏ chỉ ngay vào Minh Thiện. Chồng con dê con à? Bảo cố nén cười, nghiêm giọng. Chuyện này ta mới nghe. Chị giúp việc cũng bật cười. Phần nào bà Quang đã hiểu chuyện gì rồi. Con dâu của bà còn ngây thơ quá, và thằng con của bà tự dưng hôm nay lại có hứng thú bày trò phá phách. Tội nghiệp con bé. Bà chép miệng nghĩ thầm khi thấy nhỏ vẫn đứng đó, mặt mày đỏ au. Tiểu Phong, bà khẽ gọi. Dạ, con về phòng ngủ đi. Bà quay sang Minh Thiện. Còn con, không được cười nữa, đưa bé Kỳ về phòng ngay. Thiện thôi cười, anh bế Minh Kỳ về phòng, mặc cho thằng bé dãy nải không chịu. Ngang qua nhỏ, anh còn nở một nụ cười trêu chọc rất ư là muốn ăn đấm. Vào ngủ đi, con định đứng đây hoài sao? Con xin lỗi. Đi ngủ đi. Bà Quang đi rồi, nhỏ vào phòng với một mớ ấm ức. Ngồi trên giường, mặt nhỏ nhăn còn hơn khỉ. Minh Thiện bước vào, anh cố nhịn cười. Ai cho ông làm cái trò đó hả? Nhỏ quắc mắt nhìn anh. Này, cho gì? Tôi làm gì nhóc nào? Ông dám... Dám gì? Ôm tôi. Thiện ôm bụng cười nắc nẻ, còn nhỏ thì mặt mỗi lúc một đỏ lên vì tức. Ông có thôi đi không à? Có bao giờ cô xem lại mình không hả? Thiện vẫn còn cười. Tôi mà thèm ôm cô à? Vậy hồi nãy... Bé Minh Kỳ, cô có muốn qua bắt đền nó không? Anh nhớn nhớn mắt trêu nhỏ. Nhỏ im re, ngượng quá là ngượng. Nó chợt thấy ghét cay ghét đắng cái ông chồng đáng kính của mình quá đi mất. Tôi sang phòng Minh Kỳ ngủ, cô không phải lo nữa. Nói rồi, Thiện bước nhanh ra ngoài. Anh đã trở về cái nét lạnh lùng cố hữu của mình. Anh thấy hôm nay mình lạ quá, tự dưng như con nít. Ra ngoài vườn, đốt cho mình một điếu thuốc. Anh lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm. Nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, mặc cho chiếc đồng hồ bính bong gõ nhịp. Đêm qua, mãi đến gần 1 giờ, nhỏ mới ngủ được sau khi đã bày binh bố trận để phòng ngừa nguy hiểm.
và đồng thời cũng đã hết lời nguyền rủa Minh Thiện, nói chung là bớt ấm ức. Dụ dụ mắt, nhỏ ngồi dậy và nhìn đồng hồ. À, nhỏ lao thẳng xuống phòng khách, trong bộ đồ ngủ và cái đầu rối bù, ai cũng chăm chú nhìn nhỏ. Được một lúc, bà Quang háng giọng. Là chuyện gì thế con? Dạ, hơn 10 giờ rồi ạ. Nhỏ mếu máo. Thì sao? Minh Thiện vừa từ ngoài vườn vào, anh nhìn nhỏ lạ lẫm. Bộ 10 giờ là tận thế sao? Mẹ, Minh Kỳ níu níu tay nhỏ, sao mẹ run quá vậy? Có chuyện gì, con nói ta nghe xem. Bà Quang nhỏ nhẹ. Nhỏ lính qua lính quính, nhìn bà bằng ánh mắt năn nỉ. Bác à, không mẹ, mẹ đừng nói với nội con là con ngủ tới 10 giờ nha, nội con sẽ đét mông con đó. Nhỏ mếu máo, trước khi con đi, nội đã hầm con rồi. Chương 3, tân hôn. Nghe đến đây, ai cũng bật cười, Minh Thiện cũng bó tay. Anh thấy không hiểu tại sao mẹ lại chọn một cô con dâu như thế nữa. Không biết là cô nhóc này sẽ chăm sóc Minh Kỳ hay là anh lại phải thêm một nhiệm vụ là canh giữ cô ta nữa. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Thôi, con lên thay đồ đi, nhanh lên rồi xuống ăn chút gì đó. Sau đó ta bảo Minh Thiện đưa con về nhà mẹ con. Nghe Bảo Quang nhắc thay đồ, nhỏ mới sực nhớ. Nhìn lại mình, mặt nhỏ tiếp tục đỏ lên và nhanh như cắt, nhỏ phóng một mạch lên phòng. Vừa thay đồ, nhỏ vừa tự trách mình sao vô ý quá. Cũng may là mẹ chồng nhỏ dễ, chứ không thì. Mà từ hôm qua tới giờ, mặt nhỏ cứ đỏ au. Hít, tụi bạn mà biết thì còn gì danh nữ hiệp, nhỏ nghĩ. Reng reng. Alo, Bảo Quang bắt máy, biệt thự táo đỏ nghe đây. Tôi, nội con bé Phong đây. Vâng, cháu chào bác, con bé chắc cũng sắp về bên đó rồi đấy ạ. Ừ, không biết qua giờ nó có làm gì không phải không, ta lo lắm. Không có đâu bác ạ, bà Quang cười, cháu thấy con bé thú vị lắm. Chỉ mong là nó đừng có nghịch quá thôi. Không đâu bác ạ. Nếu cháu nói vậy thì ta yên tâm. Thôi, để hôm khác rảnh rỗi ta sẽ nói chuyện. Vâng, chào bác. Gác máy, bà Quang nghĩ về Tiểu Phong, bà cũng không hiểu sao lại chọn con bé nữa. Tự dưng gặp nó, bà lại thích lạ kỳ. Có lẽ con bé ngây thơ lại đáng yêu nên bà muốn đem nó về để ngôi nhà này có thêm sinh khí. Và lại thằng bé Minh Kỳ cũng yêu thương nó cũng có vẻ thương thằng bé. Và có cái gì đó thôi thúc bà tin rằng Tiểu Phong sẽ thay đổi được Minh Thiện, chắc chắn. Kể về Tiểu Phong, về đến nhà là nhỏ chạy ùa vào ôm lấy nội. Ôi, con nhớ bà quá. Con đừng có mà xạo, bà xí chán nhỏ, mắng yêu. Mới có một ngày mà bảo nhớ. Hi hi, thật mà nội. Con chỉ nhớ mỗi nội thôi à? Ba nhỏ vờ giận. Không đâu, con nhớ mọi người. Hi hi, ba lớn rồi không có ganh tị nha. Tổ cha bây. Dạ, con chào ba, chào ba mẹ. Minh Thiện cúi chào. Ừ, con ngồi đi. Để cho cả nhà nói chuyện cùng Minh Thiện, nhỏ chạy lên phòng Hoàng. Đảm bảo giờ này anh còn ngủ. Nhỏ vừa nghĩ ra một trò hay lắm. Mở cửa phòng, đúng như nhỏ đoán, Hoàng vẫn còn say ngủ. Nhỏ cười gian, rồi đi đến lấy mấy cây bút màu của Hoàng. Mấy cây bút này là của hai anh em để dùng vào các phi vụ đặc biệt, và bây giờ nó được dùng để. Nhỏ cố nhịn cười trước tác phẩm của mình, xem như là thù xưa sẽ được trả. Nấp sau cánh cửa tủ, nhỏ la lớn. Cháy nhà, bớ bà con ơi, cháy nhà! Giật mình, Hoàng nhỏm dậy phóng ra khỏi phòng, chạy xuống phòng khách, chỉ với một cái quần đùi. Trời đất, con làm gì vậy Hoàng? Con nghe cháy nhà mà. Hoàng ngơ ngác. Cháy nhà đâu mà cháy, con nói bậy gì thế? Ông Đông la. Nhưng mà con nghe. Hoàng cố cãi. Tiếng con bé Phong đó. Bà Đông lắc đầu. Con già đầu rồi mà còn bị nó chơi khăm. Thiệt là. Như để chứng minh cho lời bà Đông nói, nhỏ bước xuống lầu, cười nắc nẻ. Sao mà em ám anh Hoài thế hả? Nhỏ vẫn tiếp tục cười, cả nhà cũng cười, kể cả Minh Thiện. Anh thật hết nói nổi cô vợ nhí của mình. Con đi rửa mặt đi, ông Đông nói. Cảm giác bất an làm Hoàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và anh thiếu điều muốn tự tử vì tức. Cái con nhỏ em của anh nó nghịch hết biết, tưởng nó đi lấy chồng rồi thì sẽ yên thân, nào ngờ cứ như ma, theo ám Hoài. Vợ chồng nhỏ ở lại ăn cơm với gia đình, mọi người nói chuyện rôm rả, Thiện cũng nói nhiều hơn thường ngày, chỉ có anh em Hoàng là cứ lườm nhau. Giờ thì nhỏ đang ngồi đối diện với Minh Thiện trong phòng của cả hai. Trông anh bây giờ khác hôm qua nhiều quá, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nó lạnh như băng ấy. Chả là lúc chiều, trên đường về, anh bảo có chuyện muốn nói nên giờ hai người mới phải đối mặt nhau thế này. Chứ nhỏ nào có thích mấy cái mặt trơ như gỗ ấy.
tôi có chuyện muốn nói với nhóc. Tôi sẵn sàng nghe đây, nhỏ khó chịu, nhưng làm ơn đừng có gọi tôi là nhóc. Được thôi, không quan trọng. Ông nói đi. Chắc cô cũng biết chuyện của mẹ bé Kỳ rồi đúng không? Vâng, tôi có biết chút chút. Ừ, không cần biết nhiều. Cô chỉ cần biết đối với tôi, không ai có thể thay thế Quế Phương. Căn phòng này là của tôi và cô ấy, tất cả mọi thứ cũng vậy. Chính vì điều đó, từ nay mong cô đừng tự tiện, đừng đụng chạm đến những gì trong đấy. Hãy chịu khó ngủ ở salon. Chắc cô cũng hiểu tôi cưới cô chỉ vì bé Kỳ, mong cô vì điều đó mà an phận đi. Anh quá đáng lắm. Nhỏ nghe giọng mình sao lạ quá. Cô muốn nghĩ tôi sao cũng được, xem như giữa chúng ta là một vụ làm ăn đi. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô làm mẹ tôi vui và chăm sóc bé Kỳ, hiểu chứ? Tôi hiểu. Nhỏ nói, giọng nhẹ tênh. Thế cô nói đi, cô muốn gì? Thiện rít thuốc. Một chiếc mô tô phân khối lớn. Thiện cười, không hiểu sao anh cảm thấy hụt hẫng. Cứ ngỡ rằng nhỏ ngây thơ, nào ngờ cũng như bao kẻ khác, luôn đặt đồng tiền lên vị trí hàng đầu. Danh dự của nhỏ rẻ thế ư, chỉ là một chiếc mô tô thôi ư, anh chợt cảm thấy cay đắng. Cô sẽ có thứ mà cô muốn nếu cô làm đúng những gì tôi bảo. Hất mặt về phía cái salon, anh nói, từ nay cô sẽ ở đó. Vâng. Nhỏ nói và bước nhanh ra ngoài. Bây giờ nhỏ mới khóc, những giọt nước mắt long lanh nhẹ bò xuống đôi gò má trắng mịn. Nhỏ không ngốc tới mức không hiểu rằng anh đang coi thường nhỏ. Tủi thân, nhỏ tủi thân kinh khủng. Chưa biết yêu mà đã phải chịu tổn thương, nhỏ nào có cần gì đâu, nhưng ước quá, nhỏ đòi cho bỏ ghét. Anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh khi, anh đem ảnh cưới của nhỏ quăng vào một xó, còn ảnh người vợ cũ lại được treo trang trọng trong phòng. Nhỏ không ganh tị với chị ấy, nhưng anh làm vậy là sai, sai hoàn toàn, nhỏ lại khóc. Hít, làm như mình ngon lắm vậy, ai thèm đâu không biết, nhỏ nói trong tiếng nấc. Khóc mệt, nhỏ thiếp vào giấc ngủ, và chắc không ai đoán được đâu, nhỏ đang ở trên cành táo. Lúc nãy buồn quá, nhỏ leo lên đó, khóc cho đã để khỏi ai thấy. Nào ngờ bây giờ, nhỏ ngủ luôn trên ấy, lăn qua lăn lại, nhỏ nằm ngủ nào có yên, và... Ui ra! Tiếng kêu làm nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nó thấy mình đang nằm trên cái gì đó mềm mềm, êm êm lạ. Trời, cô có đứng vậy không hả? Còn nhún nữa hả? Ủa, là người à? Nhỏ lật đầu bò dậy. Chứ không lẽ là cái mền? Chẳng mát nhìn người thanh niên trước mặt, nhỏ cố nén cười. Nếu anh ta mà biết nhỏ nghĩ anh ta là cái mền thật, chắc nhỏ có mà tiêu. Chuyện gì thế? Mọi người chạy ra, bà Quang hỏi. Ai vậy Phong? Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bà Quang đưa mắt nhìn chàng thanh niên, anh đang phủi phủi bụi nơi cánh tay, mặt mày quá ư là khó coi. Mợ, bộ mợ không nhận ra con hả? Anh ta lên tiếng. Quốc Huy phải không? Con đó mợ. Anh nhăn nhó. Nhà mợ mà cũng có đá tảng nữa sao? Làm gì có hả con? Bà ngơ ngác. Anh ấy nói con đó mẹ. Nhỏ ngây ngang nhìn chàng trai. Xí, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn. Mai bảo anh đứng ngay dưới gốc cây làm gì? Cô là ai thế? Là mẹ con đó chú Huy. Mình kỳ rối rít que. À, ra là mợ hai nhà này. Nghịch như khỉ. Anh... Hai đứa thôi đi. Bà Quang nghiêm giọng. Có muốn gì thì vào nhà mà nói. Mọi người vào nhà thì Minh Thiện cũng vừa xuống tới phòng khách. Hai chàng trai ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ. Lâu quá không gặp, anh vẫn phong độ như ngày nào. Ha ha, em cũng vậy mà. Mèo khen mèo dài đuôi, Tiểu Phong bĩu môi. Phớt lờ nhỏ, Quốc Huy và Minh Thiện đến ngồi nói chuyện với bà Quang. Tiểu Phong, con cũng lại đây. Miễn cưỡng, nhỏ đến ngồi cạnh bà, nhưng Minh Kỳ cũng xả lại cạnh nhỏ, nó thì thầm. Mẹ, mẹ. Xí, lúc nãy mẹ làm gì chú Huy vậy? Mẹ đè chú con đó. Nhỏ tỉnh bơ. Đè. Ừ, mẹ lăn từ trên cây xuống đè chú con một phát, chết tươi. Nghe giọng điệu của nhỏ, thằng nhóc cười khanh khách làm mọi người chú ý. Con cười gì đó kì? Thiện lên tiếng. Dạ. Nhìn về phía Huy, nó lại cười. Con cười chú Huy bị mẹ đè một phát, chết tươi. Hả? Ai cũng quay nhìn nhỏ, làm nhỏ thiếu điều muốn chui xuống đất mà trốn cho đỡ quê. Liếc Minh Kỳ một cái bén ngót, nhỏ cố nặn ra một nụ cười. Minh Kỳ nói đùa đó mà, con không có nói gì với nó đâu. Nhỏ quay sang bà Quang. Mợ hai, mợ không nói thì sao nó biết? Huy giải giọng trêu chọc, đã leo lên cây ngủ như khỉ mà còn... Anh có im đi không hả? Giờ thì bà Quang cũng hiểu tại sao lúc nãy ngoài vườn hai đứa cãi nhau.
con dâu bà thật trẻ con quá đi mất. Thôi nào, mỗi đứa nhịn nhau một câu không được à? Hi hi, con chỉ định chọc mợ hai chút thôi mà. Huy cười, quay sang Thiện. Em thật xin lỗi, đám cưới anh mà về không kịp, cũng tại mùa lộn vé. Không ngờ anh lại cưới một cô nhóc đáng yêu thế này. Không có gì đâu, em về chơi là vui rồi. Hai người đàn ông lại huyên thuyên nói chuyện, nhỏ ngồi nghe một hồi thì ngủ gục luôn. Minh Kỳ cũng vậy, hai mẹ con tựa vào nhau mà say sưa mơ. Hơn 10 giờ, Thiện bồng nhỏ trở về phòng, còn Minh Kỳ thì để Huy lo. Nhìn nhỏ trong giấc ngủ, anh không nghĩ là nhỏ đua đòi, bán rẻ mình thế. Thật ra thì lúc nãy anh cũng thấy nhỏ ngồi trên cây. Từ lúc ra khỏi phòng, nhỏ chạy xuống giường và leo tót lên cây mà khóc. Anh thấy hết, thấy cả cái cảnh nhỏ nằm trên người Quốc Huy cứ như là đang yêu nhau. Anh khó chịu lắm, chẳng biết vì sao, nhưng anh vờ như không biết, vẫn cười nói vui vẻ. Con người thật lạ. Vậy là đã hơn nửa tháng về nhà chồng, nhỏ vẫn là nhỏ, ngây thơ, nghịch ngợm như ngày nào. Dạo này nhỏ và Minh Thiện dường như không biết có nhau trên đời, chẳng có lấy một câu ngoài những lúc có đông đủ mọi người thì phải đóng kịch. Mối quan hệ giữa nhỏ và Quốc Huy thì cũng khá hơn tí rồi. Ít nhất là anh ta không còn trêu nhỏ và nhỏ cũng không còn cạnh khóe anh ta nữa. Riêng về nhóc Kỳ thì khỏi nói, hai mẹ con cứ bày trò chơi suốt ngày, hết bắn bi, đá dế lại đến ú tim. Nhìn thấy hai mẹ con vui mà bà Quang cũng vui lây. Bà thích như thế này, nhà bà bớt vắng lặng từ ngày có nhỏ. Nhỏ như thổi một luồng sinh khí mới vào ngôi biệt thự vốn dĩ lạnh lẽo này. Vui đó nhưng bà cũng buồn đó. Bà lo lắm, là sao mà bà không hiểu con trai bà và con dâu chỉ là đóng kịch mà thôi. Bà không biết cưới Tiểu Phong cho Minh Thiện có sai không, dù con bé sẽ ra sao khi trái tim Thiện đã chai đi kể từ ngày Quế Phương qua đời. Nghĩ mãi bà cũng không biết phải làm thế nào, bà thở dài, thôi thì phó mặc cho số phận. Sao mẹ dậy sớm vậy? Nhỏ đến cạnh bà Quang, khẽ hỏi. Hôm nay con mới biết à? Bà cười, mấy bữa con có biết ta dậy giờ nào đâu mà bảo sớm. Ý à, mẹ chọc con, nhỏ đỏ mặt. Ơ, mà sao hôm nay con dậy sớm thế? Bà vẫn tiếp tục cười. Hôm nay con nhập học mà mẹ. À, ra thế, tí nữa bảo chồng con trở đi luôn. Thôi, con muốn tự đi hơn. Bằng chiếc mô tô đó à? Mẹ thật không hiểu tại sao thằng Thiện lại mua nó cho con nữa. Đưa mắt nhìn chiếc mô tô, nhỏ thích lắm. Hồi đó nhỏ đã bao đêm nằm mơ thấy nó mà. Nhưng đồng thời, nhìn thấy nó nhỏ cũng thấy khó chịu vô cùng. Làm sao mà nhỏ có thể quên cái buổi nói chuyện với ông chồng nhỏ hôm đó chứ? Dạ, tại vì... nhỏ ấp úng. Vợ con thích mà mẹ. Thiện đã xuống đến phòng khách, giọng anh ngọt lịm. Mà con thì không chịu nổi đâu nếu thấy vợ con buồn. Hai, để vợ con đi thủy đó thật là nguy hiểm. Không sao đâu mẹ, chừng vài bữa là vợ con chán thôi mà. Cổ còn trẻ mà mẹ. Trời đất, hình như anh ta chọc tức mình thì phải. Nhỏ quắc mắt nhìn Thiện, cứ xem cái kiểu kéo dài giọng chữ trẻ của anh ta là nhỏ phát bực. Bảo người ta còn nít thì nói đại đi, đồ dị hợm. Nhỏ lẩm bẩm. Con nói gì đó Phong? Bà Quang hỏi. Ờ, dạ có gì đâu mẹ. Tại con cảm kích chồng con quá thôi mà. Ôi, bà già này, thật không hiểu nổi các cô cậu nữa. Thôi, vào ăn sáng đi. Bà đổi giọng nghiêm. Nhưng hôm nay con phải đi với chồng con đó Phong, đưa bé Kỳ đi học nữa, không được đi xe máy đâu. Nói rồi, bà bỏ vào nhà ăn, nhỏ cũng nhăn nhó đi theo bà, không quên lườm Thiện một cái. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt hai tuần qua. Nhìn theo cái dáng giận dỗi của nhỏ, anh khẽ nói. Trẻ con. Ngồi trong xe với Thiện, nhỏ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cũng may là có thêm nhóc Kỳ, cái miệng thằng bé cứ tíu tít suốt. Đó, đó, nó lại nói nữa đấy. Hi hi, mẹ của mấy bạn con không có đi học đâu. Rồi sao, chỉ có mẹ là đi học thôi, hi hi. Thì mẹ là hàng độc, có gì mà con phải cười. Chú Huy với ba nói chỉ có con nít mới phải đi học thôi, thằng bé ngây thơ trả lời. Nhỏ tức muốn điên ruột. Liếc Thiện một cái bén ngót, nhỏ cười cười nói. Ừ, mẹ con nít, đâu có già được bằng ba con với chú Huy. Vậy là mẹ trẻ, ba già hả mẹ? Ừ, giống như cái câu gì mà hôm qua con xem kịch thấy ấy. Kịch mà hồi tối con xem với mẹ đó hả mẹ? Ừ, con nhớ câu đó không? Dạ nhớ, châu già khoái gặm cỏ non. Minh Kỳ ngây ngô trả lời. Ha ha, đúng rồi đó con, châu già khoái gặm cỏ non, ha ha. Hi 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 hi. Thấy nhỏ cười, nhóc Kỳ cũng cười theo, bỗng, két. Ui da, đầu nhỏ đập vào kính xe kêu một cái, con...
đau quá là đau. Nhỏ quay sang Thiện, thấy anh đang cười, cố giản lại, nhỏ nói. Ông lái xe bao nhiêu năm rồi hả? Cô có ý kiến gì à? Chạy xe như ông mà cũng bảo là biết chạy nữa. Sao lại không? Thiện nói tỉnh. Mà tôi có làm gì cô chưa mà cô lớn tiếng thế? Ông làm tôi u đầu rồi này. Nè nè, không có ông làm nha. Tôi chẳng động tay động chân gì đến cô mà. Tự nhiên phanh gấp là sao? Tới trường cô rồi, nhiều chuyện quá nên không thấy à? Nhiều chuyện kệ tôi, nhỏ cái bướng, trâu già nhỏ mọn. Tôi mà là trâu già thì cô cũng chẳng phải cỏ non đâu nhá. Tuổi thì nhỏ mà cái mặt cứ như là bà cụ. Ông, đồ vô duyên, nhỏ hết. Có duyên cũng phải lựa người chứ, hơi đâu mà đùa với con nít. Xí, bà xạo. Nhỏ mở cửa chui ra khỏi xe, kim nháo cho Thiện một cái rõ đau, hất mặt về phía anh kiểu thách thức, nhỏ nói. Chọc tôi nữa là còn hơn thế nữa đó. Hứ. Thiện lầm lì nhìn nhỏ. Nhóc con, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ. Anh nhấn ga phóng đi. Chợt nhỏ nghe tiếng bé Kỳ gọi. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ không lấy cặp? Hoảng hồn, nhỏ ba chân bốn cẳng chạy theo chiếc xe. Chắc mầm là Thiện đang chơi khăm nhỏ. Anh không chạy nhanh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà nhỏ không thể đuổi kịp. Được một quãng, mệt quá, nhỏ ngồi bệt xuống đường, thở lấy thở để. Chị ơi! Một thằng nhóc đứng trước nhỏ, nó chìa cái cặp cho nhỏ. Cái anh kia bảo em đưa chị này. Không kịp để nhỏ hỏi gì, thằng bé đã phóng đi sau khi dúi vào tay nhỏ một mảnh giấy và cái cặp, đương nhiên là của nhỏ. Mẹ mua cho con heo đất, i a i o. Có tiếng điện thoại reo, nhỏ bật máy, nhẹ giọng. Alo, ai đó? Ha ha, cô đi thi marathon coi bộ được đấy. Nhận ra tiếng của Thiện, máu nhỏ như sôi lên, nhỏ hét. Ông chết với tôi. Vâng, tôi chờ, ha ha. Thiện tắt máy, nhỏ bực ghê cơ. Chợt nhớ mảnh giấy trong tay, nhỏ mở ra. Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con nha. Ở trường tiểu học Võ Văn Tần đó mẹ. Con yêu mẹ. Hay, không vì thằng nhóc này thì mình chả khổ thế này. Nhìn đoạn đường quay lại trường, nhỏ lắc đầu ngán ngẩm. Mô Phật. Chương 4, điều kiện. Cố lên, gần tới rồi. Nhỏ vừa đi vừa thở, xem như tô phở sáng nay theo mây theo gió mất rồi. Càng nghĩ nhỏ càng tức, vung chân nhỏ đá mạnh hòn sỏi một phát. Úi da! Ngước ánh mắt cực kỳ ăn năn lên, nhỏ nhìn xem nạn nhân của mình là ai. Chợt nhỏ phá lên cười. Ha ha! Anh bẻ răng em bây giờ! Im! Tưởng ai? Hóa ra là anh hai! Hi hi! Nhỏ vẫn cười, cái mặt anh chồng đáng nhiều quá. Nhiều phước em đấy! Hoàng nhăn nhó, sao mà em ám anh hoài vậy Phong? Tại em là em anh mà. Cho kiếp trước anh vụng đường tu, Hoàng lắc đầu rất ư là tội nghiệp. Chết anh đi. Nhỏ đấm thủ thụp lên vai Hoàng, hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đấy, mặc dù bài trò chọc ghẹo, cạnh khóe nhau, nhưng hai anh em thường nhau hết sức. Phải nói họ là một cặp bài chung, phối hợp cực kỳ ăn ý trong nhiều phi vụ từ làm ăn của nhóm Queen Speed. Ở đây phải kể thêm một người nữa, cũng là thành viên kỳ cựu của nhóm, quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đấy. Vui quá nhỉ? Ừ, anh em ta mà. Lúc nãy có người còn chạy vào bảo tao ra can, sợ hai anh em mày sắp lá cả nữa đấy. Cũng sắp rồi, nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ. Ừ, trông mày cũng não nùng quá nhỉ. Hơi nhột trước ánh mắt của Minh Hằng, nhỏ đưa mắt lại nhìn mình, đúng là não nùng thật. Tay chân thì lấm lem, mặt mày thì bơ phờ, đầu tóc thì rối bù. Đây, kết quả của một cuộc chạy nước rút. Sao, chuyện gì mà mày trông ghê thế? Hằng cười cười. Tao hận. Ta biết, nhưng mà để chút nữa rồi hận, giờ mày không vào học à? Ừ, hai đứa vào lớp đi, tí ra về có phi vụ đấy. Hoàng hùa hùa bức thư, khá thú vị. Ok, gặp anh hai sau. Chào anh, Hằng vẫy tay chào rồi kéo nhỏ đi. Vào đến giảng đường, nhỏ vẫn còn cười. Công nhận nhỏ thay đổi nhanh thật, cái mặt mới nhăn nhó đó, giờ lại cười hí hài hí hửng. Hằng lắc đầu chào thua con nhỏ bạn khác người của mình. Này, bị gì cười mãi thế? Mày không nghe à, có phi vụ đấy. Vậy mà làm tao cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng có chồng thích lắm. Ngơ ngác trước câu nói của Hằng vài giây, hiểu ra, nhỏ ré lên. Điên hả mày? Mày mới điên đó, bộ muốn bị mắng hả? Xì, cái ông thầy có cặp mắt kiếng hút trai đó, thấy gì đâu mà la. Cốp, trời, gì thế? Nhỏ ôm đầu kêu lên, nút trai này. Ngước lên, nhỏ bắt gặp ngay khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên nút trai. Biết mình hố nặng, nhỏ vội cười, vô hàm răng đều như hạt bắp. Dạ, em có nói gì đâu thầy, em chỉ nói là em thích chơi nút trai thôi.
liệu hồn em đấy. Trừng mắt nhìn nhỏ một cái, ông ta bước nhanh lên tiếp tục bài giảng. Nhột nhạt bởi ánh mắt của mọi người, nhà quý gằm mặt xuống, thẩm trách cái tính ham ăn ham nói của mình. Tính ra thì Hoàng lớn hơn nó 2 tuổi, anh là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế. Nhỏ thì năm nay là lính mới của trường, Hằng cũng vậy. Thế nhưng cả cái trường này không ai không biết nhỏ và Hằng cả, quậy quá mà. Cùng với Hoàng, hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần 2 năm rồi. Thiện tắt máy, vươn vai một cách uể oải. Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sáng với Hằng tá công việc. Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ, đối với anh thì mệt kinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau, có lẽ cuộc sống là vậy chăng? Phải chăng nó là một chuỗi những bon chen giành giật với nhau mà đồng tiền cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng? Vừa lấy cái áo, Thiện lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung văng khỏi đầu. Anh còn phải đi đón Tiểu Phong và Minh Kỳ nữa. Một cánh bướm trắng thấp thoáng trong chiều nắng. Điện thoại reo, nhìn vào màn hình, Thiện nở một nụ cười nửa miệng. Bật máy, anh nói. Bộ con nít bị lạc à? Nghĩ sao vậy? Hay là con nít nhớ người lớn? Thiện vẫn giữ giọng trêu chọc. Nhớ cái con khỉ. Nói giấm rằng. Ha, không biết con khỉ nào xui xẻo bị cô nhớ nữa. Chắc con khỉ trâu. Chưa nghe bao giờ, thì là con khỉ trâu già đấy. Hỗn đấy. Thiện nghiêm giọng, sao mà anh ghét cái câu trâu già khoái gặm cỏ non đến thế nhỉ? Mà anh tự nghĩ mình đâu đã già, 28 thôi mà. Chờ đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay. Ê ra, thôi khỏi, nhỏ cuống quýt. Tôi gọi ông cũng vì việc này. Sao? Không cần phải đón tôi đâu, cả bé Kỳ nữa. Tí nữa tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồ luôn. Rảnh quá ha, cô không biết nắng à? Bộ ông quan tâm tôi hả? Này, còn sáng mà sao mơ sớm vậy? Tôi chỉ lo cho con tôi thôi. Thôi, ông nhớ xin mẹ dùm tôi cúp máy đây. Nhỏ cúp máy cái cục, Thiện cười. Lạ, dạo này anh hay cười. Mặc dù hơn nửa tháng qua không nói chuyện với cô vợ của anh bao nhiêu, nhưng anh cứ cảm thấy dường như mình có nhiều thay đổi từ khi có cô. Ít nhất thì cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn. Và một điều may mắn cho anh nữa là Tiểu Phong thật sự yêu thương Minh Kỳ, một điều mà có ít cô gái nào làm được. Ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đường, bước nhanh ra nhà xe, Thiện khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui. Nhìn bầu trời nắng khát, anh buông một câu nói như của ông nông dân trong chuyện làng. Hai, nắng gớm, về nào. Rồi anh tự cười chính mình. Trong khi đó, nhỏ đã đến trước trường của Minh Kỳ, dĩ nhiên là bằng chiếc mô tô của anh Hai Hoàng rồi. Đang giáo giác tìm kiếm thì nhỏ nghe tiếng nói quen thuộc. Tôi không sợ đâu, mấy ông đừng có mà ăn hiếp tôi. Kia rồi, nhỏ đã thấy Kỳ, nó bị hai tên to con bặm trợn dồn vào một góc tường. Chắc đã quá giờ tan trường, trời nắng gắt lại ở một góc khuất nên chẳng mấy ai chú ý tới việc thằng bé bị bắt nạt. Sao mày lì quá vậy? Đưa tiền cho tao rồi tao cho về bú sữa mẹ. Một tên nói, lì này. Tên thứ hai nhảy sấn lại véo tai Kỳ. Ui da, thằng bé kêu lên. Không, mấy người là người xấu, đừng có hòng tôi đưa tiền, cứu. Thằng này ngoan cố nhỉ? Này, làm gì đấy? Giọng con gái lảnh lót vang lên. Minh Kỳ mừng rỡ, để tên người xấu ra, chạy ùa lại ôm lấy nhỏ. Mẹ, họ ăn hiếp con, hu. Trời đất ơi, mày có mẹ xinh thế. Hai tên nhìn nhỏ bằng ánh mắt nham nhở. Em, chịu mấy anh đi, mấy anh bảo kê em con cho. Vậy hả? Nhỏ lim dim mắt ra chiều tin lắm. Chú ui, anh này dễ thương quá, lại đây em hôn phát coi. Tên véo tay Kỳ lật đật đưa mặt ra, con này dễ. Hắn khoái chí nghĩ thầm, phe này coi bộ, sướng. Bốp, một cú đấm đậu ngay mũi hắn làm hắn té bật ngửa ra, mặt đầy máu. Mày muốn chết hả con kia? Tên còn lại quát tướng lên và xông thẳng vào nhỏ. Thế là một trận ẩu đã xảy ra, một cô gái cao khoảng 1,5m và hai tên đàn ông hộ pháp. Còn phía ngoài là một thằng bé đang đứng cổ vũ mẹ. Mẹ ơi, cố lên! Hự, bốp, úi ra, sao mày cắn xuống tao thằng kia? Tao lộn người, bốp, ê ra, úi ra. Chừng 5 phút thì người ta thấy hai đống thịt nằm xải la trên đường, nhỏ phủi phủi tay nói. Cái tướng vậy mà đi đòi tiền con nít, nhục vô đối. Ê, mai mốt lựa người mà chọc nha mấy bé bự. Ha, hoan hô mẹ. Mình kỳ reo, dùng hết sức lực trẻ con, đòi đá một cú vào chân tên đã véo tay nó. Khoái chí nói, chết mày chưa, cho mày chưa, mày không chưa, cho mày chết. Con có về không hả Kỳ? Dạ, về. Thằng bé chạy lại, lèo tót lên chiếc mô tô, ôm chặt lấy nhỏ. Chiếc xe rổ ga rồi phóng đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn thú vị của nhiều người. Ngồi sau lưng nhỏ,
Minh Kỳ cứ liến thoáng, chừng như nó vui lắm. Đi mô tô vui ghê mẹ ha. Ừ, ngồi cho yên nào. Công nhận mẹ đánh nhau hay ghê. Công nhận con cũng lì ghê. He he, con không có sợ đâu. Chưa biết à, mai mốt mẹ dạy con oán nhau nha mẹ. Ghét. Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng bài trí cũng khá đẹp mắt. Con làm tí nữa mẹ đi lố rồi đấy. Không về nhà hả mẹ? Không. Bơi nhanh vào quán, nhỏ nhìn một lượt rồi tiến thẳng đến cái bàn ở góc khuất. Có ba người, Hoàng, Hằng và một cô gái lạ. Minh Kỳ leo đéo theo sau mẹ. Mọi người đợi em có lâu không? Cổ anh thành cổ cò rồi này. Cổ cò dễ thương mà bác hai. Úi trời, thằng nhóc này ở đâu lòi ra thế này? Em mới đi đón nó đấy, nhỏ nói. Con đi mô tô lại đàng hoàng mà bác hai bảo con lòi ra. Minh Kỳ phụng phịu. Con chào mọi người chưa? Nhỏ nhắc khẽ. Dạ, con chào bác hai, chào cô Hằng. Nhìn cô gái lạ một tí, nó cúi đầu. Con chào cô. Đợi hai mẹ con nhỏ an vị, Hoàng gọi một đĩa cơm cho Minh Kỳ trước khi thằng nhóc kịp than đói. Bác hai hiểu con ghê. Ờ, con lo ăn đi. Anh quay sang phía cô gái lạ. Bây giờ thì bạn có thể kể chuyện của bạn rồi đấy. Vâng. Một thoáng do dự trong mắt cô gái, rồi cô ta đều giọng kể. Ai cũng chăm chú lắng nghe, kể cả Kỳ. Mặc dù trông nó như chỉ biết có mỗi đĩa cơm. Đại khái là cô gái nhờ nhóm của Hoàng lấy lại những tấm ảnh chụp cô ta mà một tên bọn hèn hạ đã dùng nó để tống tiền. Dĩ nhiên những tấm ảnh đó không phải là tốt lành gì. Chăm chú nhìn cô gái trước mặt, Hoàng thầm nhận xét. Cô ta khoảng chừng 20 là cùng, nhưng trang điểm đậm quá. Nhìn chung thì cô ta đẹp, nhiều son phấn, mái tóc đỏ hoe, các em bận cực kỳ quậy, làm cho người ta đối diện cảm thấy khó chịu. Bọn họ nghèo lắm à? Hàng hỏi. Sao cô hỏi vậy? Thì họ nghèo mới tống tiền cô. Bọn chúng là những cậu ấm giàu có nổi danh ở vũ trường sau đêm đấy. Một trong ba tên là con ông chủ hãng nhựa Thế Phương, đúng không? Chính xác. Xoay sang nhìn Tiểu Phong, cô gái nói. Cô biết họ à? Không, chỉ là nghe danh thôi. Bây giờ cô muốn lấy lại phim gốc? Khoảng lên tiếng, đúng không? Ừ, đơn giản đối với các người. Nhưng sẽ không được gì cho cô đâu. Tại sao? Cô nghĩ rằng họ chỉ giữ duy nhất một tấm ảnh để nắm đuôi cô thôi à? Họ không biết nhân bản chúng sao? Vậy thì phải làm sao? Cô gái có vẻ hoang mang. Các người có cách gì không? Cách thì dĩ nhiên là có. Hoàng im lặng vài giây như dò ý. Nhưng vấn đề là... Tiền? Đúng. Bao nhiêu? 1 triệu. Ánh mắt cô gái tối sầm lại. Cô ta nhìn nhóm của Hoàng bằng cái nhìn tức tối. Nhưng chỉ ít phút thôi, cô ta thay đổi ngay nét mặt. Lấy từ trong sắc tay ra từ 500.000 đặt lên bàn. Cô ta nói, được thôi, đây là tiền cọc, phần còn lại khi nào xong sẽ đưa. Miễn họ không tống tiền cô nữa. Ok. Ok, tôi chờ tìm các người, giờ thì bye. Đợi cô gái đi khỏi, Hằng mới khó chịu nói, anh có thấy mình quá đáng không? Em muốn nói gì? Lấy như thế là quá nhiều. Nếu các sơ ở trại trẻ biết anh tống tiền như thế để giúp họ thì họ không nhận đâu. Hãy suy nghĩ kỹ điều em nói. Hoàng có vẻ giận. Thôi, Tiểu Phong can, hai người dỗi hơi cãi nhau quá hả? Vậy mày nói đi, lấy như vậy là quá nhiều, đúng không? Không đâu, phớt lờ ánh mắt khó chịu của Hằng, nhỏ tiếp. Cô ta là một đứa hợm người, nếu mày biết cô ta đã khinh rẻ người nghèo như thế nào thì mày sẽ thấy như vậy là quá ít. Theo tao nghĩ vụ này là cũng tại cô ta, quen một lúc ba tên, ăn cả ba, nào ngờ bị cho vào trong. Anh đã từng thấy cô ta dùng tiền để làm nhục một cô bồi bàn. Hoàng tiếp lời. Vậy lý do ba tên kia giàu mà vẫn tống tiền cô ấy chỉ vì muốn lấy lại vốn ư? Hằng thẳng thốt. Vậy thì đầy tiện quá. Bởi vì bọn chúng quá hèn nên tụi mình mới phải giúp cô gái đó. Cả ba im lặng. Riêng Hằng, cô cảm thấy hối hận quá. Tự dưng không biết gì mà còn mở miệng trách Hoàng, làm anh giận. Như hiểu được tâm trạng của Hằng, nhỏ cười cười nói gì đó với bé Kỳ. Thằng bé gật đầu lia lịa. Ấy da, người lớn rồi, không có giận dỗi như con nít nha. Trời, con dám chọc bác hai hả Kỳ? Ý, con có nói gì bác hai đâu. Con nói Phong Long, ai nhiều... Nhiều gì? Ai nhiều tóc thì dính. Ha ha, bác hai sợ con thiệt đó Kỳ. Mọi người cùng cười, Hoàng lắc đầu chào thua thằng bé. Quả nó sinh ra để làm con Tiểu Phong mà. Thôi, bác thua con. Quay sang Hằng. Anh nói, Hòa nhá. Ừ, Hằng ngượng ngùng, em xin lỗi. Này này, hai người có muốn bàn kế hoạch nữa không vậy? Nó nhắc khéo khi thấy anh trai mình và nhỏ bạn thân cứ bắt tay Hoài. Ừ, em nói thử xem. Gậy ông ta đập lưng ông.
Ý mày là ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó, Hoàng tiếp lời. Ok, vậy tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người. Ừ, còn bây giờ thì ăn thôi. Mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với tiếng muỗng đũa của loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất đàn ông. Chương 5. Thăm nhà. Nhỏ thức dậy bởi tiếng bính bong của cái đồng hồ treo tường. 7 giờ, vậy là nhỏ đã ngủ hơn 5 tiếng rồi. Lúc trưa về nhà, cha mẹ chồng xong là nhỏ phóng thẳng lên phòng vào ngủ. Ôi trời, bụng nhỏ đang đánh lô tô đây này. Bụng đói, đầu thì nhức bưng bưng, nhỏ cảm thấy tủi thân hết sức. Phải chi bây giờ ở nhà thì nhỏ tha hồ nũng nịu với mẹ và nội. Nhưng mà... leo xuống giường, nhỏ chép miệng. Ăn trước đã, buồn sau. Lê chân xuống nhà bếp trong trạng thái mơ ngủ, nhỏ có cảm tưởng là mình sắp gặp xui xẻo và... rầm. Trời ơi, tượng đâu mà dựng giữa nhà thế này? Nhỏ nhăn nhó. Tượng cái đầu cô. Hứ, xui xẻo gì đâu. Ngước nhìn Thiện, nhỏ gắt. Không biết đỡ người ta à? Cô bộ bị si cà que à? Sao mà ông đáng ghét thế nhỉ? Ờ, kệ tôi. Thiện quay đi, được vài bước, anh bỗng hỏi. Ủa, cô xuống bếp làm gì vậy? Hết đồ ăn rồi. Gì? Sao hết? Nó đây nè. Anh chỉ tay vào cái khay mình đang cầm. Ông... vừa đứng dậy, nhưng nhỏ lảo đảo rồi té. Hoảng hồn, Thiện vừa chụp lấy nhỏ, nằm gọn trong tay anh, nhỏ thu thi khóc. Cô sao vậy? Anh hơi dối, tôi đói lắm, hu hu. Định dùng khổ nhục kế để cướp đồ ăn à? Thật mà, ông không thương tôi sao? Trời đất, nhỏ này ghê thật. Thiện sắp chào thua rồi, kiểu này thì anh có mà nhịn đói. Ủa, mà sao cô ta nóng vậy ta? Thiện nhận thấy điều đó, xoay nhìn nhỏ, trông bộ mặt cô tội quá. Làm anh nào cả lòng. Cô nhóng nhẽo thấy mà ghê. Cô bệnh à? Không biết nữa, nhức đầu quá. Nhỏ cố đứng dậy, rời khỏi tay Thiện. Tự dưng nhỏ thấy mình kỳ cục quá. Ai đời lại nhóng nhẽo với Thiện như vậy chứ? Để tôi đưa cô lên lầu nghỉ. Không để nhỏ kịp từ chối, anh bế nhỏ đi thẳng lên phòng. Sau khi đã đặt nhỏ nằm yên trên giường, anh mới nói. Nghỉ đi, tôi đi mua cái gì cho ăn, rồi uống thuốc. Mọi người đâu hết rồi? Dì ba giúp việc thì đi thăm bạn, mẹ với Minh Kỳ thì đi mua sắm, còn Quốc Huy thì chưa có về. Bộ có việc gì à? À không, thế vắng nên tôi hỏi. Nghe tới Minh Kỳ, nhỏ chợt lo lo, không biết là nó có nói gì mọi người biết không nữa. Nhỏ có dặn nó rồi, nhưng cái miệng đó thì ôi thôi, lắm chuyện ghê luôn. Thấy Thiện rợn bước đi, nhỏ gọi. Này, nghe tiếng gọi, anh quay lại. Sao tối nào ông cũng bế tôi qua ngủ trên giường hết vậy, còn ông thì sang phòng làm việc ngủ. Ai nói, tự cô leo qua giường, sợ cô lại hiểu lầm nên tôi mới phải cuốn gói đi đó chứ. À vậy hả, xin lỗi nha. Tôi đi đây. Nói rồi Thiện bước ra ngoài, thật sự thì chính anh bế nhỏ qua đó. Tối cứ thấy nhỏ nằm như con tôm luộc trên salon là anh không sao cầm được. Anh thấy mình tệ quá, đối xử với nhỏ như vậy thì không đáng mặt đàn ông tí nào. Và lại, vợ anh còn bé lắm, không làm gì để anh phải xử tệ đến thế. Bảo là ra ngoài mua đồ, nhưng nghĩ sao Thiện lại xuống bếp, bắt nồi lên nấu ít cháo. Ít khi nào anh nấu đồ ăn cho ai, ngoại trừ mẹ anh và Quế Phương. Vậy mà hôm nay lại đi nấu cháo cho con nhóc tì này, anh thật không hiểu nổi mình. Chừng 10 phút, Thiện trở lại phòng với một tô cháo nghi ngút khói, anh lay nhỏ dậy. Ăn cháo này, ăn rồi uống thuốc nữa. Hít, sao lại là cháo, tôi ghét cháo nhất đấy. Nhìn mặt nhỏ thiệt là khổ sở. Ghét cũng phải ăn. Nhìn cái mặt nghiêm nghiêm, lạnh lạnh của Thiện, nhỏ ngán hết sức. Thôi thì ăn đi cho anh ta vừa lòng, và lại cũng là công ông ấy lo cho mình mà. Nhỏ nhủ thầm. Ngon không? Ngon. Nhìn Thiện, nhỏ do dự đôi chút rồi nói. Tôi muốn xin ông cái này. Chuyện gì? Mai mốt ông cho tôi ngủ trên giường đi, ngủ ở salon đau lưng lắm. Thiện quay đi, anh chợt thấy xấu hổ với chính mình và với nhỏ nữa. Vợ ngủ trên giường của chồng mà cũng phải xin. Tại nhỏ hiền, chứ nếu người khác chắc anh không yên. Ừ, cô cứ ngủ trên đó, tôi sẽ sang phòng làm việc. Không cần đâu, giường rộng mà, chỉ cần ông với tôi nằm xa một chút thôi. Tùy cô, nhưng mà phải hứa với tôi một chuyện. Ông nói đi. Không được gọi tôi bằng ông nữa, già lắm biết không? Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Thiện, nhỏ phì cười, khẽ gật đầu. Ừ, vậy thì gọi anh nhá, anh yêu, ha ha. Tiếng cười trong trẻo của nhỏ phá tan cái không gian im lặng của ngôi nhà và cũng dường như phá đi khoảng cách giữa hai người. Thứ bảy, nhỏ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà mẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong cái kế hoạch của nhóm Winspeed. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, nhà lật đật xách giỏ chạy ra sân. Ha ha, hôm nay cho anh Hoàng với nhỏ Hằng lé mắt vì chiếc xe của mình. Nhỏ cười tiên mắt với cái ý nghĩ. Nhỏ đang hì hục dắt xe ra sân thì, mẹ! Hả? Có gì không kỳ? Nhỏ nhìn thằng bé bằng ánh mắt đề phòng. Mẹ đi đâu vậy? À, mẹ về thăm mẹ của mẹ. Con cũng muốn về thăm mẹ của mẹ. Ọc, thôi con ở nhà học bài đi. Được thôi. Thằng bé ngoan ngoãn vào nhà sau khi buông một câu nói có giá trị bom tấn. Con sẽ kể cho bà nội nghe hết. Con. Ôi sao mà nhỏ ức quá đi, phải lép vế trước một thằng nhóc tì thế này là sao? Thôi được rồi, con thay đồ đi rồi đi với mẹ. Con thay rồi. Kỳ nhanh chóng leo lên xe nhỏ. Con biết tổng là mẹ đi đâu. Ờ, nhưng mà con có được đi hay không là ở chỗ bác Hải quyết định. Con biết rồi. Vừa đến trước cổng nhà, Minh Kỳ đã nhảy phóc xuống xe, chạy ùa vào nhà. Bà ơi, con đến thăm bà nè. Ôi, thằng chó con. Ôm thằng bé vào lòng, bà Đông nói. Ba mẹ con đâu? Chỉ có mình con thôi, mẹ à. Nhỏ để xe vào nhà trước sự bất ngờ của mẹ mình. Trời, sao con lại đi thứ này? Thứ này thì có gì không tốt hả mẹ? Nhưng con là con gái, nội và ba con biết thì con tiêu. He he, nhưng hôm nay nội với ba về quê rồi, đúng không mẹ? Cái con này thật là... Thôi, con vô gặp anh hai nha mẹ. Nhỏ bước vào nhà thật nhanh, chứ đứng đó một hồi là nhức tai luôn. Nhỏ biết mẹ thương mình, nhỏ cũng thương mẹ lắm. Nhưng nhỏ sợ nghe kinh ghê lắm. Ở phòng khách, bé Kỳ ngồi thu lu, mặt rào rào. Nhìn là nhỏ biết ngay nó không được chuẩn tấu rồi. Quay sang Hoàng, nhỏ hỏi. Mấy giờ đi hả anh? Anh nghĩ là 8 giờ, lên sớm một tí để thăm dò. Hoàng nói. Còn Kỳ ở nhà, vũ trường không phải nơi con nít có thể đến. Con không ngoan thì đừng hòng lần sau bác hai cho đi đâu nữa. Thôi, em lên chuẩn bị nha anh. Ừ, Hằng đang trên đó đấy. Nhỏ cười cười với Kỳ. Thấy chưa, mẹ bảo mà. Rồi đi nhanh lên lầu. Hôm nay sẽ là bước khởi động và tăng tốc của kế hoạch. Phải phối hợp thật tốt để thứ tư tuần sau là về đích. Vũ trường sao đêm. Tối nay là tối thứ bảy nên vũ trường đông hơn thường ngày. Phải nói đây là nơi tập trung của phần lớn các cậu ấm cổ chiều ở đất Sài Gòn này. Ừ, một nơi mà đồng tiền chiếm thế thượng phong và những kẻ có tiền như Đình Vũ, con bà chủ tiệm vàng Hoàng Gia, Lý Khương, con ông chủ gara xe Lý Bình, cùng với Thế Bảo, con ông chủ xưởng nhựa Thế Phương. Là những bậc anh hùng được hết thảy mọi người kính trọng. Lũ con gái ai cũng mong một lần được họ ghé mắt đến, chỉ một lần thôi là được đi shopping thỏa thích mà. Mấy hôm nay không thấy Bảo Ngọc đến đây nhỉ? Chắc nó sợ, Thế Bảo nói. Hừ, biết sợ mà giỏi làm tiền quá chứ. Đình Vũ bùng điếu thuốc còn đang cháy dở xuống sàn. Gái mà mày, dù đẹp cỡ nào cũng chỉ cần tiền là mua được thôi. Vậy thì tao nghĩ là tụi mình nên thử mua hai con bé kia xem. Đình Vũ và Thế Bảo nhìn theo hướng của Lý Khương. Đó là hai cô gái có phong cách ăn mặc thật ấn tượng. Một cô sử dụng toàn màu trắng, cô còn lại thì đen từ đầu đến chân. Dù cho có xa thì ba cậu ấm của chúng ta cũng nhận ra là hai cô gái đó đẹp. Đẹp hơn mấy đứa ăn bận xiêm rúa ở đây. Từ lúc hai cô bước vào thì dường như mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ. Nham nhở có, si mê có, cả ganh ghét cũng có nốt. Ai nhìn mặc họ nhưng đồ đẹp thì phải là của ba cậu này. Đưa mắt nhìn nhau hội ý, cả ba cùng đứng dậy tiến về phía hai cô gái. Ngồi chung được chứ mấy em? Dạ, mời mấy anh. Cô gái bận áo đen trả lời dịu dàng và nhìn họ bằng ánh mắt rất nai. Hai em mới đến lần đầu à? Dạ, tụi em mới lần đầu, rất vui được quen mấy anh. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, cùng mấy câu bông đùa, đưa đẩy chẳng đâu vào đâu. Anh mời bàn đem đến cho cô hai ly rượu nhẹ. Anh ta nhìn hai cô như ngầm trao đổi điều gì đó. Uống cạn hai ly rượu được vài giây, hai cô đổ gục trước bàn trước sự đều giả của ba cậu ấm. Tao đi căn dặn tụi đàn em, hai đứa bay đưa mấy em vào phòng, không có được ăn cơm hót đâu đó. Lý Khương gằn giọng rồi quay đi. Thế Bảo và Đình Vũ bế hai cô gái vào phòng, đó là một căn phòng khá rộng và sang trọng. Chắc có lẽ là nơi bọn chúng chọn để thực hiện những trò chẳng ra gì. Sướng rơn, phen này bọn chúng bắt được Niter. Thế Bảo vào nhà vệ sinh, Đình Vũ ở lại canh hai cô gái và chờ Lý Khương. Hắn mon men lại gần cô áo đen, chép miệng. Con bé này xinh giả phết. Chu môi, hắn định hôn cô ta thì. Đình Vũ bất tỉnh, cánh cửa phòng bật mở. Thế Bảo quay ra định mắng kẻ không biết điều, thì hắn cũng bất tỉnh. Ây da, xong, còn một tên nữa,
đợi anh Hoàng đem vô. Xem như một bước chuẩn. Vâng, hai cô gái đó chính là Tiểu Phong và Minh Hằng. Nhưng để chứng minh cho lời hai cô, cánh cửa phòng bật mở, Hoàng lôi sành sạch Lý Khương vào, đặt ba tên lên giường. Hoàng nói, bây giờ anh và Hằng sẽ tạo cảnh, phần Phong là chụp hình, chụp cho đẹp vào. Thế là họ bắt đầu công việc, hàng loạt tấm hình được tạo ra, và chắc chắn một điều là ba tên đang nằm kia đều thấy được chắc chúng sẽ phát khủng lên. Đấy là hình ba chàng ôm nhau trong tư thế tình tứ và chỉ với một cái quần đùi. Còn có cảnh họ hôn nhau trên giường, những tấm ảnh được chụp với nhiều góc cạnh, trông có vẻ nghệ thuật đấy chứ. Sau khi xong việc, Hoàng bận quần áo lại cho họ đàng hoàng, xóa mại dấu vết như chưa có gì xảy ra. Hai cô gái đẹp cùng anh buổi bàn lạ biến mất khỏi vũ trường sau đêm như làn khói. Chương 6. Côn đồ. Tối đó, hai mẹ con nhỏ chạy về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Hít, lạnh quá mẹ ơi! Mẹ cũng lạnh nè, có hơn gì con đâu. Cũng tại mẹ không, ai bảo mẹ về trễ. Vậy ai biểu con đi theo mẹ làm gì? Nhìn cái cổng cao chót vót mà nhỏ thở dài ngán ngẩm. Làm sao để vô nhà bây giờ? Phải chi có bà nội thì được rồi mẹ ha. Nội con với nội mẹ về quê rồi. Hay là mình gọi ba mẹ ha? Để cho ba con làm thịt mẹ hả? Chứ sao bây giờ? Im lặng. Con lạnh lắm rồi đấy mẹ. Im lặng. Mẹ! Trời ơi biết rồi, từ từ. Chỉ còn cách cuối cùng, leo tường. Sao con leo? Té chết. Mình kỳ nhăn nhó. Ai biểu con leo? Bây giờ con ở đây canh xe. Mẹ leo lên đó, đu qua cây táo trèo xuống, rồi mẹ lấy chìa khóa mở cổng cho con vô. Cao lắm. Cũng tại con không, ba ở nhà ngoại ngủ không chịu, đài về cho kỳ được hả? Tại con sợ ba ngủ một mình buồn. Hứ, thôi không nói nữa, để mẹ leo, con canh chừng đó nha. Thế là nhỏ bắt đầu leo, chỉ ít phút là đã lên tới bờ tường rồi. Nhỏ đu qua cây táo một cách ngon ơ. He he, nghề của ta mà. Đang tụt xuống thì nhỏ nghe tiếng gọi. Mẹ! Nhìn thấy Minh Kỳ, nhỏ giật mình. Ủa, sao con ở đây? Ba ra mở cửa cho con vô. Mẹ vừa leo lên là ba ra đấy. Nhìn ra hướng cổng, nhỏ thấy Thiện đang đẩy chiếc mô tô vào. Hít, đồ đáng ghét. Vậy mà để mình leo muốn hụt hơi. Này, bộ cô định ở trên đó luôn hả? Thiện gạt trống xe, nhìn nhỏ hỏi. Kệ tôi thích ở trên đây. À, ra thế. Vậy thì cứ ở trên đó luôn đi ha. Kỳ, vào nhà con. Thôi, con ngủ trước nha mẹ. Minh Kỳ vẫy vẫy tay chào nhỏ và theo Thiện đi vào nhà. Đợi cho đến khi cha con họ vào nhà rồi, nhỏ mới an tâm mà tụt xuống. Cái cây chết tiệt, mày có cần phải chống đối tao thế không? Che cái quần lại như sợ có ai nhìn thấy, nhỏ ngượng chín cả mặt. Tai nạn nghề nghiệp, lúc nãy leo làm sao mà nó bị vướng và rẹt, đi tòng cái quần. Không tại mày là tao xử đẹp hắn ta rồi. Như vẫn còn tức tối, nhỏ cùng chân đá mạnh vào gốc cây. Ui da! Đau không? Ngơ lên nhìn thấy Thiện, nhỏ tái mặt, lắp bắp. Ông ở đâu chui ra vậy? Chưa nghĩ sao mà cô hỏi câu đó vậy? Tại thích, cho không? Bữa nay bị gì mà cả lắm vậy? Mặc tôi, nhiều chuyện. Đẩy Thiện ra, nhỏ chạy thật nhanh vào nhà. Để hắn ta thấy thì nhỏ đỏ mặt bởi ý nghĩ đó. Còn Thiện thì vẫn còn đứng ngoài sân mà cười. Trời, cần gì phải giấu, thấy nãy giờ rồi, con gái con đứa gì mà. Anh lại cười, công nhận sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà gặp cô vợ của mình thật vui ghê, không cần phải tốn tiền đi xả stress. Về đích, chiều nay, kế hoạch của nhóm Winspeed bước vào giai đoạn cuối. Họ có một cuộc hẹn vào lúc 5 giờ chiều tại cà phê Cát Đăng. Cuộc hẹn được quyết định sau cú điện thoại của ba công ty Lý Khương, Thế Bảo và Đình Vũ với nhóm. Chính xác là ngay sau khi ba cậu ấm nhà ta nhận được một cái mail với những tấm ảnh cực nóng. Nhóm WeSpeed gồm 4 mem, Tiểu Phong, Khắc Hoàng, Minh Hằng và Minh Kỳ. Đối mặt với họ là ba thiếu gia, cũng là ba nạn nhân của họ, Lý Khương, Đình Vũ và Thế Bảo. Ai sai tụi bay làm chuyện đó? Thế Bảo hất hàm hỏi. Chắc tụi bay biết Bảo Ngọc. Hoàng cười. Lý Khương phòng tục, nó muốn tiền à? Chỉ là muốn các người không làm phiền cô ta nữa. Nhỏ nói trong khi mắt vẫn ngắm nhìn Hòn Nam Bộ phía bên kia. Hừ, đúng là hoa hồng có gai, các cô em giỏi lắm. Quá khen, nói thử ý tụi bay xem. Đình Vũ giờ mới lên tiếng. Những tấm hình của Bảo Ngọc nếu được phát tán thì những tấm hình của tụi bay cũng thế. Ngừng một chút, Hoàng tiếp. Tụi bay hiểu chứ? Thỏa thuận ư? Chưa cái gật đầu của Hoàng, Khương gằn giọng. Nếu bọn tao không đồng ý,
thì ngày mai hình các người sẽ được lên mặt báo. Nhìn một chút thì tốt đẹp cả mà. Tao không thích nhịn. Sau câu nói của Lý Khương thì năm sáu tên côn đồ ngồi ở các bàn đồng loạt đứng dậy. Để tao xem tụi bay còn vênh váo đến bao giờ. Đánh! Đẩy Tiểu Phong và Minh Kỳ ra, Hoàng hét lớn. Em lo cho nó, để tụi này anh với bé Hàng tính. Quan đặc sĩ nhào kéo Minh Kỳ chạy băng ra cửa. Ê, chạy dễ thế hả em? Đình Vũ và một tên côn đồ ngáng trước mặt nhỏ. Biết nghe lời thì anh tha cho nhá. Chết nè! Nhỏ chụp lấy chai rượu mà anh bồi bàn vừa mới bưng ngang, phang thẳng vào tay tên côn đồ cạnh Đình Vũ. Luôn tiện tống vào bụng hắn một cú đá. Hoảng quá, Đình Vũ né qua một bên, nhà liền cầm tay Minh Kỳ chạy thẳng ra ngoài và va phải một người. Chuyện gì vậy? Thiện hốt hoảng hỏi khi thấy tay nhỏ đầy máu, anh đang bước vào cùng Quế Mai. Vợ giám đốc mà đánh lộn à? Dì không được mắng mẹ cháu, Minh Kỳ hét. Anh lo cho nó đi, tôi vào giúp anh Hoàng. Nhỏ đề kỳ về phía Thiện rồi chạy nhanh vào quán. Mẹ, mẹ ơi! Thằng bé bật khóc, nó lo cho mẹ quá, mấy tên đó rất hung hăng. Em giữ nó giúp anh. Nói với Quế Mai rồi Thiện cũng chạy theo nhỏ. Anh Thiện, anh Thiện! Chương 7, đối thoại. Vào đến trong quán thì anh ngỡ ngàng. Tiểu Phong, Minh Hằng và Khắc Hoàng đang quẩn nhau với hơn 5 tên côn đồ. Minh Kỳ đâu? Hoàng hỏi khi thấy nhỏ quay lại. Ba nó giữ, anh hai, cẩn thận. Khắc Hoàng kỳ quay lại tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ. Hắn nghĩ sao mà định đánh lén anh? Hự hự, anh Hoàng, xử cho xong hai tên kia nữa là ok. Hằng nói, nó đang tung một cú đá vào bộ hạ tên côn đồ to như hộ pháp. Hai ba tên đang nằm xải lai trên sàn. Tiểu Phong, coi chừng! Một tên rút dao định đâm vào vai nhỏ. Ngay lúc đó, Thiện lao vào đỡ cho nhỏ. Tên côn đồ bị Hoàng đấm vào mặt. Hắn lảo đảo đâm trượt vào tay Thiện, máu bắn ra. Anh có sao không? Nhỏ run giọng. Cảnh sát đến! Có tiếng la to. Chạy! Hoàng hét. Tiểu Phong đỡ Thiện băng băng ra cửa, leo lên mô tô và phóng thẳng mặc cho Quế Mai hét lên khiếp đảm. Trời ơi! Anh Thiện! Anh Thiện! Nhỏ cứ đi qua đi lại, tay chân luyến qua lính quính. Sao lúc nãy nhỏ cảm thấy tay chân mình thừa thãi quá? Không biết bác sĩ làm gì mà lâu vậy? Minh Thiện có sao không nữa? Chẳng hiểu sao lúc oán nhau, nguy hiểm đời mình mà nhỏ nào có sợ. Vậy mà thấy anh bị như vậy thì tay chân nhỏ bùn rùn hết trơn. Cánh cửa phòng xịt mở, nhỏ lao ngay lại. Anh có sao không? Xăm soi cánh tay Thiện, nhỏ nói như mếu. Hích, tại tôi xin lỗi nhiều nhiều nha. Không có sao đâu, người ta có cưa luôn cánh tay tôi đâu mà cô khóc dữ vậy. Thiện thật sự bối rối khi thấy nhỏ đã bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Mai mốt anh đừng có đỡ cho tôi nha. Hích, da anh đẹp vậy mà để lại sẹo, tôi ân hận lắm luôn. Trời, còn lần sau nữa à? À ừ thì không, tại tôi nói vậy thôi. Cô còn nợ tôi một lời giải thích đấy. À, vậy bây giờ về ha? Ừ. Minh Thiện ngồi sau, nhỏ rồ ga phóng đi. Nhìn cái tướng oát con của nhỏ trên chiếc mô tô to kênh, Thiện mặt cười thú vị. Cười gì vậy? Nhỏ hỏi. Này, bộ cô không thấy cô với chiếc xe so le lắm hả? Úi giời, tưởng gì, nhìn thế mới lạ. Ừ, lạ thật. Hồi nãy anh đau lắm không? Nhỏ rụt rè hỏi. Đau, thế cô định trả ơn tôi gì đây? Eo, thế anh muốn gì? Cho cô nợ đi, vợ bé bảo ngà. Trời, sao nghe ghê quá vậy? Ha ha. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, vừa vào phòng khách, hai người khựng lại. Quế Mai và Minh Kỳ ngồi cạnh bà Quang, khuôn mặt bà không biểu lộ chút cảm xúc. Bên cạnh bà, Minh Kỳ vẫn tấm tư khóc. Vừa thấy nhỏ và Thiện bước vào, Quế Mai chạy lại ôm chầm lấy anh, Minh Kỳ cũng xà vào lòng nhỏ. Anh có sao không? Anh làm em lo quá. Quế Mai thút thít. Không sao đâu, em không cần phải lo đâu. Thiện cố kéo Mai ra, anh thấy ngượng làm sao khi mà cô cứ ôm lấy anh. Dù gì thì bây giờ cũng là đang ở trước mặt mẹ và vợ anh nữa. Hai con ngồi xuống mẹ nói chuyện. Giọng bà Quang vang lên nghiêm khắc. Ôm lấy Minh Kỳ, nhỏ lúng ta lúng túng. Thật sự nhỏ sợ lắm. Phen này đại họa rồi Phong ơi. Nhỏ nhủ thầm mà mồ hôi hột đổ ra như tắm. Tiểu Phong. Dạ. Ngồi xuống mẹ nói chuyện. Dạ. Nhỏ ngồi xuống cạnh Thiện, tay chân lạnh ngắt. Thấy thế, anh nhẹ nắm tay nhỏ như ngầm bảo. Bình tĩnh, không sao đâu. Chuyện có như Quế Mai nói không? Bảo Quang đanh giọng, con ra du với bọn côn đồ. Đúng đó bác, chính con thấy tận mắt mà. Cô ấy đánh nhau ghê lắm. Mai chen vào. Không, Minh Kỳ vẫn còn khóc. Mẹ con không có như vậy, dì ba nói không đúng. Im.
Bà quăng mắt nhìn Quế Mai khi cô định là át lại bé Kỳ. Ta muốn nghe con nói, Tiểu Phong. Quế Mai tức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Với tư cách là dì của Minh Kỳ thì cô chẳng có quyền gì cả so với Tiểu Phong, vợ chính thức của Thiện. Ngày một nỗi nữa là thằng Oát Kỳ cứ bênh Phong chầm chập. Bởi lẽ nó rất ghét Mai, ghét cái khoảng thời gian mà mẹ nó vừa mất, cô đã chăm sóc nó. Thưa mẹ, nhỏ run giọng, chuyện này là lỗi của con, nhưng con xin mẹ tin con không có giao du với bọn côn đồ đâu, tại có lý do mà thôi. Cô thật khéo ngụy biện, Mai nói. Ta muốn biết lý do của con, bà Quang hỏi, thưa bác, cho con giải thích, giọng của Hoàng. Anh bước vào nhà, theo sau là Minh Hằng, nhận được cái nháy mắt của Hằng, thế nhưng nhỏ vẫn chưa hết run. Minh Thiện nãy giờ vẫn ngồi yên, anh thật sự muốn biết lý do của Phong. Cái cảm giác không hiểu hết được cô làm anh khó chịu lắm. Mặc dù từ đầu anh đối với cô chỉ là một sự thỏa thuận, nhưng nay thì... Con là Hoàng, anh trai của Phong. Vâng ạ, Hoàng lễ phép. Chuyện hôm nay là một trong những công việc của tụi con. Con nói sao khó hiểu? Thưa bác, tụi con nhận giúp người giải quyết một số việc và nhận thù lao ạ. Em cần tiền thế sao Phong? Thiện nhìn nhỏ đăm đăm, tự dưng anh thấy mình giận dữ. Thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền ư. Anh dùng mình, thích tiền đến thế à? Không, em... Có lẽ mọi người hiểu nhầm, chúng tôi chẳng cần tiền làm gì đâu. Hằng nghiêm giọng, cô Chiếu tiêu nhìn về phía Thiện. Tất cả số đó được Phong dành dụm lại để giúp cho trại trẻ mồ côi. Cái cách mà Thiện hỏi Phong làm Hằng cảm thấy tủi thay cho bạn. Vậy là những gì Phong kể là thật. Hai người vốn dĩ chỉ là một sự thỏa thuận. Có lẽ phải cố lắm, Hằng mới nói cho tròn câu. Nếu không vì Phong thì không bao giờ mọi người biết được họ dùng tiền vào việc gì đâu. Giúp người không nên kể ra chút nào. Sự im lặng bao trùm gian phòng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Trong cái đầu óc đơn giản của nhỏ thì chỉ mong sao Thiện mau lành. Nhỏ có lỗi, anh ấy xem thường cũng đúng thôi. Còn Thiện, anh chợt thấy mình nhỏ bé quá. Sao anh lại có thể nói như thế nhỉ? Giận, mất lòng tin, một người đánh mất lòng tin nơi anh. Và bây giờ anh không tin ai cả. Máu lạnh, anh trút tất cả vào cô bé khờ kia. Hối hận, liệu anh có hối hận chăng? Thôi, ta nghĩ là mọi người cũng mệt rồi, ai về nhà nấy đi. Còn Phong, con đưa Thiện lên phòng nghỉ, Minh Kỳ để ta lo. Bà Quang nói, khuôn mặt bà giờ đây phảng phất một nét buồn. Quả thật đã từng tuổi này, bà lại đi tin lời nói phiến diện để xét tư cách một người, mà đó lại là đứa con dâu do chính bà chọn. Chương 8. Ghen. Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây? Khuya rồi mẹ không nghỉ ư? Nhỏ khoác cái áo cho bà Quang khi thấy bà vẫn ngồi lặng im nơi phòng khách. Còn con, không ngủ sao? Dạ, con mới học bài xong. Tiểu Phong này, bà Quang thở dài, ta xin lỗi con. Mẹ đừng có nói vậy, con mới phải xin lỗi mẹ chứ. Cũng tại ta, biết Quế Mai nó ghét con mà cứ tin lời nó, ta già rồi mà còn khờ. Hi hi, không có sao đâu mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đâu có la con đâu. Ta thật không ngờ con lại có tấm lòng nhân hậu như vậy. Hi hi, nhỏ gãi gãi đầu cười chứ. Mẹ xạo con hoài. Hôm nào cho ta giúp mấy con, hay mai mốt không có đi đánh nhau như thế nữa. Dạ, con biết rồi, mẹ đừng có lo ha. Nói rồi nhỏ ôm lấy bà Quang nũng nịu, nhỏ không giận bà, cũng không giận Thiện, đầu óc nhỏ đơn giản lắm, chuyện gì thì cũng có thể cho qua là được mà, sống là phải nhìn về phía trước. Còn Thiện, đêm đã khuya nhưng anh vẫn nằm đó. Anh giận mình không nói được một tiếng xin lỗi với cô vợ nhí của mình. Đêm buồn, chợt những kỷ niệm của quá khứ hiện về. Quế Phương, người mà anh yêu thương nhất cũng là kẻ phản bội anh. Cô đã mất, anh cũng chấp nhận tha thứ. Thế nhưng, niềm tin vào con người cũng mất đi trong anh từ đó. Anh hận đồng tiền, thứ vô tri đã cướp đi của anh tất cả. Thế là anh sống như một kẻ không tim gần 3 năm qua. Dạo gần đây, khi gặp Tiểu Phong, anh có cảm giác mình thay đổi, cười nhiều hơn và anh còn biết trêu chọc mọi người nữa. Có lẽ vì thế mà khi nghe nói cô làm những việc đó vì tiền, anh vừa sợ lại vừa giận. Sợ cái gì, giận cái gì chỉ mình anh hiểu. Nè dậy đi, không ngủ được mà cứ giả bộ. Nhỏ lai lai Thiện, sao biết tôi không ngủ được? Anh hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền. Hi hi la tôi, sợ hối hận nên ngủ không được, đúng không? Trời, Thiện nhỏm dậy, sao gương lại đi bé? Hi hi, hết đau chưa? Quan tâm sao? Ừ, nhỏ gật đầu ngây thơ. Đừng nói là yêu tôi rồi nha, Thiện nhèo mắt trêu. Ọc, nhỏ nhảy lên như đỉa phải vôi.
Chừng nào mà đi ngang qua 192 Hàm Tử, tự dưng tôi chạy thọt vô đó, leo lên bàn, hét, ta là bóng đen, họa may chừng đó tôi ghé mắt với anh, xí. Ha ha, Thiện ôm bụng cười nắc nẻ, có chừng đấy bé. Ờ, đừng có cười nữa, xoay tay ra cho cái này nè. Cái gì? Chú Hề. Nói rồi nhỏ dúi vào tay Thiện một chú Hề được làm bằng vải rất ngộ nghĩnh. Và đặc biệt hơn nữa là nó vận bộ đồ công sở. Cái bộ mà hôm kia Thiện bận, nhỏ khen đẹp ấy. Cầm chú Hề, chợt anh nhớ lại cái hôm nhỏ khen anh đẹp, vui lạ. Một mình tôi có thôi hả? Không, mỗi người tôi tặng một chú. Eo, không phải hàng độc, trả này. Hi hi, nhưng mặc bộ này thì chỉ có mỗi chú Hề này thôi. Ờ, thôi kệ, nhận đại cho cô vui thôi. Ha ha. Nghe cái giọng cười của nhỏ, bà Thiện có cảm tưởng là tất tần tật những gì trong đầu anh để bị nhỏ biết cả. Hai, nói là vậy thôi, chứ anh thích chú Hề này lắm. Nhìn cái mặt tếu tếu của nó là cảm thấy hết mệt ngay. Cười hoài, phở giận dỗi, Thiện bỏ ra sân. Chứ nếu cứ như ở trong đó, không khéo anh lại không kiềm chế nổi tình cảm của mình mất. Trăng đêm này đẹp quá, ngước nhìn ánh trăng, anh chợt thấy tâm hồn thanh thản lạ kỳ. Đông phương tiểu phong, cơn gió nhỏ thổi từ phương đông, liệu em có là cơn gió làm mát đời anh? Vừa bước vào nhà, nhỏ thấy Quốc Huy, anh ngồi đó trông có vẻ là rất mệt mỏi. Dường như anh có điều gì lo nghĩ lắm. Anh sao vậy? Mặc dù là chị dâu của Huy, nhưng nhỏ vẫn gọi Huy bằng anh, có lẽ bởi vì anh lớn hơn nhỏ nhiều. Huy chỉ thu Thiện có một tuổi chứ mấy. À, không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt. Nhìn nhỏ bằng ánh mắt quan tâm, anh lại nói, em không đi học à? Hôm nay là chủ nhật mà anh. Nhỏ ngạc nhiên, anh lạ lắm nha. Ừ, hột vịt có lộn mà em. Ừ, thì xem như anh lộn đi. Phong nè, Huy im lặng một lúc, mai anh dọn ra ngoài. Hả, tại sao? Anh vừa mới mua nhà. Nhưng ở đây không tốt hơn sao? Huy im lặng, anh không muốn ai, đặc biệt là Phong biết nguyên do vì sao anh lại ra riêng. Ừ, đơn giản bởi vì anh thích Phong, chị dâu của mình, thì ngay từ cái hôm đầu tiên gặp gỡ. Có lẽ là tình yêu sét đánh như người ta thường hay nói, và anh đã xỉn liềng ngay từ cái cú sét đó. Lúc đầu, khi biết được giữa Thiện và Phong không có tình yêu, anh đã rất hy vọng. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, họ sinh ra là của nhau, họ yêu nhau nhưng không thừa nhận. Dọn đi, Huy làm thế để tình cảm của mình được ngủ yên, và anh cũng vì sợ. Thiện là một người khá tinh tế, nếu một mai Thiện nhận ra thì sẽ như thế nào? Anh Huy, nhỏ khẽ gọi khi thấy Huy cứ im lặng như chìm vào một thế giới khác. Anh có sao không? Không, Huy cười. Anh muốn ra riêng chỉ vì lý do công việc thôi. Không có gì đâu, em đừng lo. Vậy hôm nào anh cho em biết nhà qua chơi ha? Không ghét anh nữa à? Hi hi, hồi đó có, bây giờ thì hết rồi. Huy bật cười, có một chút gì chua chát trong giọng cười của anh. Nhỏ không hiểu, chỉ biết rằng Huy đi như vậy chắc mẹ Quang sẽ rất buồn, cả Thiện, bé Kỳ và nhỏ nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là ý muốn của anh, không ai ngăn được. Nhỏ nào đâu có biết được nguyên do thật sự mà anh muốn đi. Vì nhỏ, cơn gió đem lại hơi mát cho người này nhưng lại làm cho người khác rét buốt. Tối hôm đó, anh Thiện, gì? Sao anh không cản anh Huy để ảnh ra ngoài sống một mình, buồn lắm đấy. Cô lo à? Gì chứ, lo thì đi theo đi. Anh vô duyên vừa thôi. Im lặng. Thiện bỏ sang phòng làm việc. Đốt một điếu thuốc, anh cố tập trung vào công việc, nhưng mãi vẫn không được. Anh không phải thằng ngốc để không biết Huy thích Phong. Nếu có ngốc thì chỉ có cô vợ của anh thôi. Sợ đánh nhau chứ đầu óc thì trẻ con vô tội vạ. Một chút ích kỷ len lỏi trong Thiện. Có lẽ vì thế mà anh để Huy dọn ra riêng, thậm chí còn ủng hộ nữa chứ. Quả thật con người là một loài sinh vật phức tạp nhất trong tất cả các loài. Chương 9. Cà phê kem Hoàng Phong. Cà phê kem Hoàng Phong, đây là một địa chỉ được rất nhiều bạn trẻ quan tâm bởi cách bài trí khá bắt mắt, thức uống ngon, giá thành rẻ và một đội ngũ nhân viên phục vụ rất ư là nhí nhảnh. Cái quán này do anh em Hoàng bỏ tiền ra thành lập để giải quyết việc làm một số trẻ mồ côi và cũng là để có thể tự lo mọi sinh hoạt của hai anh em, không phải làm phiền đến bà mẹ. Đưa mắt như một lượt khắp quán, Hoàng chậc lưỡi. Phải chi có tiền, mở thêm chi nhánh nữa thì khỏi phải đi giải quyết mấy vụ rắc rối. Nhưng vấn đề là không có tiền. Hằng nói trong khi muỗng kem của cô vẫn không ngừng hoạt động. Hai, nhỏ thở dài. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà. Giàu, Hoàng ca tiếp lời của nhỏ.
Xì, rau đâu mà rau? Đại tiểu thư ơi, chứ em nghèo chỗ nào, chỉ anh coi. Hứ, chỗ nào cũng nghèo hết. Ừ, nghèo nhất là nhan sắc, Hoàng cười lớn. À ha, tiếng cười của anh vụt tắt, mà thay vào đó là tiếng thét kinh hoàng, làm mọi người phải quay lại nhìn họ. Hoàng đưa cánh tay phải lên, suy xoa. Hít, Phong ơi là Phong, em ác vừa thôi. Chảy, cái này là ngày nào mày cũng mài răng hả Phong? Hằng cười cười nhìn vết cắn trên tay Hoàng. Cho chừa cái tội bêu xấu mỹ nhân. Bác hai dính độc rồi, hi hi. Lúc này Minh Kỳ mới lên tiếng sau khi rút xong ly kem. Cái này là phải đi chích ngừa đó con. Hoàng mếu máo. Về dặn bà con cẩn thận nha Kỳ. Cậu sực là mất xíu quánh luôn đó. Anh nói gì? À không, anh nói rằng em cắn nhìn vết trông đẹp lắm. Ha ha. Cả bọn được dịp cười một trận ra trò. Ai mà không biết món võ cắn của nhỏ là thứ mà Hoàng ớn nhất. Nhìn mặt anh lúc này thật tội. Hít, em coi chừng đó. Fan hâm mộ của anh sẽ xẻo thịt em cho coi. Hừ, em sợ quá. Đồ ăn hiếp con trai. Hoàng nhăn nhó làm Minh Kỳ ôm bụng cười. Thôi, đừng có mà tào lao nữa. Nhỏ đổi giọng nghiêm. Chuyện ba cậu ấm hôm trước sao rồi? Em không nghe anh với Hằng đả động gì hết vậy. Xong rồi, Hằng cười khi thấy nhỏ trợn mắt ngạc nhiên. Ngay hôm đó ba cậu gọi điện thỏa thuận lại rồi. Tiền bạc với Bảo Ngọc cũng thanh toán xong luôn rồi. Còn tiền thuốc, tiền bác bó cho anh Thiện, tụi nó không đền à? Ọc, ai biết đâu. Ủa mẹ ơi, tiền đó nội trả mà. Minh Kỳ nói. À ra thế, định kiếm thêm hả em? Hoàng xua xua tay. Cười, mơ đi bưởi. Muốn nữa không anh? Nhỏ nhai răng ra khẻ Hoàng. Anh chị dùng bánh đi. Hương, một nhân viên của quán mang đến một đĩa bánh quy. Ừ, cảm ơn em. Hoàng hỏi, dạo này mọi chuyện ở quán vẫn tốt chứ? Dạ, buôn bán rất đắt khách nhưng... Cô bé ngập ngừng. Nhưng sao? Dạ, dạo này tụi em mất ngủ hoài. Sao vậy? Nhỏ quan tâm. Bộ ở đây có dịch mất ngủ sao? Không phải, tụi em không có bệnh mà là sợ, không ngủ được. Sợ gì chứ? Hằng nhăn nhó, em nói sao khó hiểu ghê. Sợ ma. Hả? Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh, Minh Kỳ run giọng. Cô nói ma à? Đâu? Em nói rõ anh nghe xem. Hít, hơn cả tuần nay tụi em bị ma hù, ngủ không được. Nhưng ma ở đâu chứ? Nhỏ nóng này. Căn biệt thự cách quán mình bốn căn nhà ấy, trước nay nó bỏ hoang, vậy mà tự dưng một tuần nay tụi em nghe tiếng gào thét trong đêm. Có lúc tự dưng đèn bên đó bật sáng, tụi em còn thấy bóng một cô gái tóc dài nữa. Cô nói thiệt hả cô? Mặt Minh Kỳ tái xanh. Ma ư? Hoàng lẩm nhẩm. Quay sang Minh Hằng và Tiểu Phong, ba gặp ánh mắt của hai đứa, anh biết chắc là chúng cũng có cùng ý nghĩ với anh, đi bắt ma. Chương 10. Vượt rào. 12 giờ tối thứ bảy, bốn cái bóng đen lờn vờ trước căn biệt thự đã ngả màu, trông nó cũ kỹ và đáng sợ làm sao ấy. Làm cách nào em và nhóc này đi được? Hoàng khẽ hỏi. Thì trốn đi, cũng may là hồi tối em bỏ tí thuốc ngủ vào đồ ăn của anh Thiện. Nhỏ cười khúc khích. Mẹ con em làm việc rất hợp giờ, đúng không con yêu? Yes, mẹ về con là siêu nhân. Minh Kỳ cười híp mắt. Thôi, đừng có tào lao nữa, lo chuyện chính kìa. Hằng nhắc nhở. Làm cách nào vô trong? Nhỏ thở dài ngán ngẩm. Leo tường à? Ừ, chỉ còn cách đó thôi. Hoàng nói. Em với anh leo vào, bẻ khóa, mở cửa cho Hằng với Minh Kỳ đem xe vô. Anh có đem theo dụng cụ chứ? Dĩ nhiên, xem thưởng anh Hoài. Vậy thì đi. Thế là hai cái bóng đen thoăn thoắt trèo tường. Phải nói leo trèo là nghề của anh em Hoàng. Nó được tôi luyện cũng nhờ mấy lần trốn đi chơi. Hoàng với Phong coi vậy mà tính khí rất giống nhau. Nghịch phá, thích học võ, thích làm chuyện nghĩa hiệp. Chỉ khác nhau có mỗi cái là Phong là con gái, còn Hoàng đích thị là con trai. Cuối cùng thì Hoàng và Phong đã vào đến trong. Đưa mắt nhìn một lượt, tự dưng hai người cảm thấy nổi da gà. Ghê ghê làm sao đó anh hai? Nhỏ run giọng. Ồ, nhà gì đâu mà vắng lặng như tờ. Ngốc, nhà Hoàng kêu không vắng. Nhỏ phát vào vai Hoàng một cái rõ đau. Thôi, lo bẻ khóa cho hai kẻ kia vào nữa. Hai anh em bắt đầu làm việc, từng luồng gió thổi đến làm cả hai nổi da gà. Không gian vắng lặng, tối tăm, chỉ có tiếng lá cứ sạc sao. Tạch, chiếc ổ khóa bật mở. Xong rồi, Hoàng thở phào nhẹ nhõm, kéo nhẹ cánh cửa đã dỉ xét ra. Vào đi. Hàng sát chiếc mô tô của nhỏ vào, bé Minh Kỳ nối bước theo sau, Hoàng cũng chạy ra đưa con ngựa của mình vào. Khi hai chiếc xe đã được dựng ngay ngắn bên nhau thì, a, à, một tiếng thét kinh hoàng phát ra. Tiếng thét như từ cõi âm ti vọng về. Bé Minh Kỳ ôm chặt lấy nhỏ. Hằng cũng dính sát vô Hoàng. Được một lúc,
lấy lại bình tĩnh, nhỏ nói. Nó là tiếng gì thế? Có trời mới biết. Ma đó mẹ ơi, mình về đi mẹ. Mình kỉ khóc. Nín, con là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Mày đừng có la nó, tao còn sợ huống gì là nó. Hằng run run. Giờ tính sao? Đi. Hoàng nói, bớt quá thì... Thì sao? Cả ba đồng thanh, gặp ma. Hoàng nhún vai cười tỉnh. Hai, đến rồi, liều, vô luôn. Con theo mẹ. Minh Kỳ đã lấy lại chút bình tĩnh. Kể ra thì thằng bé này ngoài cái tài lanh và bướng thì cũng anh hùng gớm. Bốn người nối đuôi nhau lần vào khu biệt thự. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, một thoáng do dự trong mắt họ. Dù Hoàng bước vào trước, theo sau là Kỳ, Hằng và cuối cùng là nhỏ. Căng mắt trong bóng tối nhìn một lượt xung quanh, Hoàng khẽ nói. Không có gì cả. Vậy phải làm sao? Hằng hỏi. Bật đèn lên cho chắc. Có sao không? Thử mới biết. Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết. Cuộc đối đáp giữa Hoàng và Hằng chưa xong thì đèn đã bật mở. Cả hai, cô Minh Kỳ đứng chết trần tại chỗ. Có lẽ tao là Chúa. Nhỏ đang đứng cạnh công tác, cười cười nói. Mày là quỷ thì có, muốn đứng tim đây à? Ha ha, mày nhát quá Hằng ơi. Nhịn mày đi, Hằng cố nén cục tức. Con nhỏ thì vẫn trình diễn nụ cười chọc tức. Anh không nghĩ là có người sống ở đây. Hoàng nói. Nhìn căn phòng với các vận dụng được trùm khăn trắng, Hằng gật gù. Em cũng nghĩ vậy. Chưa chắc. Sao chứ, em thấy gì hả Phong? Không có bụi. Ừ, con thấy sàn nhà sạch bong, chắc ngày nào cũng được lau chùi. Kỳ ngồi bệt xuống sàn. Thế thì ai lau? Làm sao ta biết được? Nhỏ gắt, chắc mà đấy. Đi lên lầu, Hoàng nghiêm giọng. Ừ. Cả bọn nhẹ bước lên lầu, không có tiếng động gì ngoài tiếng tim của cả bốn cứ đạp liên hồi trong lồng ngực. Lên hết các bậc cầu thang là một dãy hành lang hẹp. Dùng mình, cả bốn nắm chặt tay nhau. Dãy hành lang tối om, dài ngoằng. Câu hỏi dậy lên trong lòng cả bốn. Nếu ở đây không có ai, thì cái gì phát ra tiếng thét lúc nãy? Mẹ! Minh Kỳ nắm chặt tay nhỏ, bàn tay bé tí của nó ướt đẫm mồ hôi. Đừng sợ, mẹ vẫn đi sau con mà. Nhỏ trấn an nó. Chúng ta vào thử phòng này đi. Hoàng nói khi đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang. Nếu không có gì thì đi lên tầng trên. Sao phải là phòng này? Hằng thắc mắc. Vì nó không có khóa. Cánh cửa nhẹ mở ra, nối đuôi nhau, cả bọn bước vào. Tối quá, Hằng khẽ nói. Bật đèn đi mẹ. Minh Kỳ níu níu tay nhỏ. Ừ, Chúa trổ tay thử đi. Hết cách rồi con, ta không biết. Nhà trả lời bằng giọng rất ư là thiểu não. Lấy điện thoại ra, bật lên. Hoàng đưa ra ý kiến. Hay. Thế là bốn cái điện thoại chụm vào nhau, ánh sáng yếu ớt được di chuyển trong phòng và dừng lại ở một chỗ. Họ thấy một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn, lưỡi thẻ dài ra. Mama! Hoàng lắp bắp. A! Tiếng thét lúc nãy lại vang vọng khắp tòa biệt thự. Bốn kẻ đứng đó cũng thay lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh. Chương 11. Gặp ma. A! Ma! Ma! Đừng có ăn thịt tôi sợ lắm. Nhỏ bật dậy là trí chóe. Em có sao không? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Còn lại bà ma, tha cho con đi, con hứa con sẽ cúng cho bà. Nhỏ chắp tay xá xá. Phong, anh Huy này, bình tĩnh đi. Định thần lại, nhỏ thấy Quốc Huy đang ngồi trước mặt mình. Trông anh có vẻ rất lo lắng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và có lẽ nó tốt hơn căn phòng lúc nãy. Em bình tĩnh lại chưa? Huy hỏi. Em đang ở đâu? Con ma đâu rồi? Ma cỏ gì ở đây? Huy nhăn nhó. Em đang ở phòng anh. Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ nắm vai Huy lắc lắc. Mọi người, anh Hoàng, Hằng với bé Kỳ đâu? Họ bị gì rồi hả anh? Em tưởng tượng hay thật. Huy cười. Uống cái này đi cho bình tĩnh, rồi mình nói chuyện. Nhỏ lấy cốc sữa từ tay Huy, nhỏ vẫn còn hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người sao rồi? Còn con ma đó thì sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ. Dầu sôi lửa bỏng thế này mà ngồi uống sữa là sao? Anh... Em không phải lo, mọi người đã tỉnh và đang dùng súp ở ngoài, chỉ có em là giờ này mới dậy đấy. Em không hiểu, nhỏ nhíu mày, vậy còn... Chỉ là mô hình thôi mà nhóc, anh làm đấy. Anh? Ừ, anh là chuyên viên chế tạo mấy thứ đó mà. Còn cái âm thanh? Cũng anh. Huy có vẻ tự hào, tạo ra mấy cái hiệu ứng âm thanh đó không dễ đâu. Vậy là... Anh vừa mua căn biệt thự này nhưng chưa có thời gian tu sửa. Và lại anh thấy để vậy nó có cảm hứng làm việc hơn.
Ngồi Thư một lúc như để thấu hiểu điều Huy vừa nói, nhỏ quắc mắt nhìn anh. Sỏ nhỉ. Hi, anh xin lỗi vì làm mấy em sợ. Chú Huy ác lắm. Mình Kỳ chạy vào. Mẹ, mẹ đỡ chưa? Ừ, con không sao chứ. Bác Hai với cô Hằng đâu? Dạ, đang xử lý con ma. Xử lý? Huy nhíu mày. Là sao? Dạ, là bứt tóc nó, đập nó. Kỳ hù hùa tay minh họa. Trời! Huy phóng một mạch ra ngoài. Cái mô hình khó khăn lắm anh mới làm được. Vậy mà. Trời ạ, mình điên mất. Cầm cái mô hình đã bị hành hạ thê thảm trong tay, Huy nhăn nhó thấy mà thương. Mấy em có gì thì chu giận lên anh. Trời ơi, ác gì mà ác quá. Nó hù tụi em muốn đứng tim, chưa bẻ đầu nó là may, ở đó mà ác. Hằng chu môi. Cũng tại mấy em, bọn nó tự chạy ra đường hù mấy em à. Cái gì? Mặt Hằng đã bắt đầu chuyển màu. Ý anh là sao? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh đập bảo bối của anh nữa. Không xin lỗi, con lớn tiếng à. Anh... Thôi, Hoàng kéo Hằng ngồi lại ghế, lỗi tại cả hai. Ừ, mày bớt nóng đi, nhỏ nói. Chắc giờ này ba tỉnh rồi ha. Minh Kỳ phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng lại có trọng lượng ngàn cân. Trời, nhỏ bật dậy khỏi ghế, tiêu tôi rồi. Ọc, mày có cần phải sợ thế không? Hằng cười cười trêu. Ma còn có gan đi coi mặt mà lại sợ chồng. Hắn còn ghê hơn ma. Nhỏ nghe sống lưng mình lạnh toát. Thế nào hắn cũng xài cái bộ mặt nước đá đó để xử mình. Hu hu. Thôi, để anh chờ em với bé Kỳ về. Huy nói, anh giải thích dùm cho. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, Hoàng khoát tay như để chấm dứt. Em với Kỳ theo anh Huy về, anh với Minh Hằng cũng về. Xe em cứ gửi ở đây đi. Dạ. Nhỏ trả lời ỉu xìu, cứ nghĩ tới cái viễn cảnh bị Thiện nhìn bằng ánh mắt lạnh ơi là lạnh là nhỏ sợ. Nhỏ chỉ thích anh cười rất đẹp. Không biết từ bao giờ nhỏ chú ý tới sở thích cũng như những thói quen của anh. Có lẽ vì vậy mà nhỏ sợ lắm khi anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm. Mình bị gì vậy? Tự dưng nghĩ tới anh ta là tim đập liên hồi à? Nhỏ lắc mạnh đầu, cố xua hình ảnh Thiện. Nhỏ đâu hay nãy giờ, từ lúc lên xe, Huy cứ nhìn nhỏ chăm chăm. Anh thấy mình thật có lỗi khi đã làm nhỏ sợ, nhưng cũng cảm ơn cái tính tò mò đã đưa nhỏ đến nhà anh. Kể ra thì anh cũng được nhìn nhỏ một cách thoải mái như thế này. Nhóc là cô bé ngốc, chỉ có mỗi em là không biết tình anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chôn chặt tình cảm này. Hạnh phúc không hẳn là phải có được người mình yêu, mà là được nhìn thấy người đó hạnh phúc. Cao thượng, vâng, đó không phải là hành động ngu ngốc. Chương 12. Nhóc, anh yêu em. Thiện cứ đi tới đi lui trong nhà. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. 4 giờ, con bé vợ anh với Minh Kỳ đi đâu? Không biết họ có chuyện gì không? Càng nghĩ anh càng lo, mà càng lo thì lại càng tức. Thật ra thì khoảng 2 giờ anh tỉnh dậy, không thấy Tiểu Phong đâu. Anh sang phòng Minh Kỳ cũng không thấy nốt. Mấy nay mẹ anh về quê, anh giao Minh Kỳ cho Phong. Bây giờ chẳng thấy cả hai đâu, anh gần như phát điên. Xách xe chạy lòng vòng kiếm, cũng không có. Anh đành về nhà ngồi chờ, mong là hai mẹ con không sao. Có tiếng xe đỗ xịch trước cổng, Thiện phóng như bay ra. Anh khựng lại khi thấy xe của Huy. Nhỏ và bé Kỳ bước xuống xe, Huy cũng xuống, mắt Thiện tối sầm lại. Anh Thiện, em đưa nhóc với Kỳ về cho anh, chắc anh lo lắm. Sao em lại đưa về? À, mấy cô cậu nghịch ngợm lại phá nhà em đấy mà. Huy cười. Anh đưa hai mẹ con vào nhà đi, chắc Kỳ mệt lắm rồi đấy. Em về. Quay sang nhỏ, anh cười. Nghỉ đi cho khỏe nhà nhóc. Dạ, nhỏ lý nhí. Thiện đã quay vào trong nhà, anh quên cả phép lịch sự là phải chào Huy. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì cả. Cái ý nghĩ Phong đã ở bên cạnh Huy suốt đêm qua làm anh thấy chênh vênh, hụt hẫng. Huy, Phong và cả Minh Kỳ, con anh, họ nói chuyện với nhau như một gia đình, quan tâm nhau. Thế còn anh là gì? Vào đến phòng khách, nhắm bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiện. Có vẻ như anh giận lắm. Thà rằng anh la lối thì nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ im lặng thế này. Con lên phòng ngủ đi Kỳ, Thiện nghiêm giọng. Còn cô, ngồi xuống đó. Nhỏ luyến quýnh làm theo lời Thiện, ngồi xuống ghế và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh lấy một lần. Minh Kỳ đã lên phòng ngủ rồi, Thiện vẫn im lặng. Anh giận nhiều lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh có quyền gì để bắt nhỏ phải thế này thế nọ khi mà ngày đầu nhỏ về đây, anh đã bảo tất cả chỉ là hợp đồng. Giận nhỏ, anh lại giận cả bản thân. Mình làm thì mình chịu, chứ biết trách ai bây giờ. Tôi xin lỗi, nhỏ ấp úng.
Anh muốn sao tôi cũng chịu. Cô thích Huy à? Thiện nghe giọng mình sao lạ quá, phải khó khăn lắm anh mới mở lời hỏi được. Giờ thì anh đã hiểu, anh yêu nhỏ mất rồi. Vô duyên, nhỏ đỏ mặt. Tôi hiểu rồi, Thiện bật dậy đi lên phòng. Đừng mộng tưởng nữa, anh tự nói với bản thân mà nghe chát đắng. Khoan đã, nhỏ nắm chặt tay anh, sao lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ anh thích tôi yêu Huy sao? Thích hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Tôi không yêu Huy, nhỏ gằn giọng. Nếu anh muốn ly dị thì cứ nói, đừng có viện cớ này nọ. Quế Mai thích hợp với anh lắm mà. Xoay người lại, Thiện thấy nhỏ khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy nhỏ khóc. Vợ của anh còn bé bỏng, yếu đuối lắm. Những lời nhỏ vừa nói phải chăng nhỏ cũng yêu anh? Đừng khóc nữa. Thiện nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt trắng hồng. Phụ nữ chỉ giỏi dùng nước mắt để trấn áp đàn ông. Tôi là con gái. Nhỏ hất tay Thiện ra. Ừ, thì có ai bảo là con trai đâu. Xì, đổ lưỡi không xương. Tự dưng sao bảo anh hợp với Quế Mai? Thiện đổi cách xưng hô. Vậy sao bảo tôi yêu anh Huy? Em cứ thử ở nhà, sốt ruột lo cho ai đó, rồi thấy họ về với một người khác phái giữa đêm khuya xem em có giận không? Tự nhiên giận, vợ chồng hợp đồng mà giận. Bất ngờ, Thiện đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Nhỏ đứng chết chân, thụ động đón nhận nụ hôn từ anh. Chỉ thế nhỉ, sao tim nhỏ đập ghê thế? Từ từ thôi, bộ mày muốn nhảy ra ngoài luôn hả tim? Nhỏ nào hay, Thiện cũng có cùng suy nghĩ với nhỏ. Hạnh phúc có phải đang về? Vợ chồng thôi, không có hợp đồng. Thiện âu yếm nhìn nhỏ. Gì chứ, lận lọng à? Nhỏ xoay mặt đi để trấn tĩnh mình. Lật lọng nè, anh búng nhẹ chóp mũi nhỏ. Chứ gì nữa? Này nhỏ, mặt em y như trái cà chua đấy. Mai mốt mà còn phát ngôn bừa bãi như vậy là anh hôn nữa đấy. Tôi không sợ. Sao lại tôi à? Vợ là phải xưng em chứ. Không, nhỏ chu môi cãi lại. Sao, giờ muốn sao này? Anh từ từ tiến lại gần. Thôi đừng có hôn nữa. Em thì em. Thế có phải ngoan không? Bắt nạt người ta, ha ha. Kéo nhỏ lại ghế ngồi cạnh mình, anh nói. Kể cho anh nghe chuyện tối qua đi nhóc, anh tò mò lắm rồi đấy. Ừ thì... Nhỏ kể xong thì Thiện ôm bụng cười rũ rượi. Thật anh sợ cô nhóc này ghê luôn, mà nói đúng hơn là sợ cả cái nhóm Queen Speed gì đó nữa, quậy hết biết luôn. Nhưng kể ra thì anh cũng thấy tự hào lắm về nhỏ, nhỏ còn ít tuổi mà có lòng nhân từ, làm được nhiều việc tốt hơn anh. Cái quán kem là một minh chứng cho điều đó. Sơ qua thì anh thấy nhỏ đã ngủ tự lúc nào, chắc có lẽ nhỏ mệt lắm. Anh bật cười, khẽ nói, nhóc, anh yêu em. Chương 13. Y, đừng ôm. Thiện rón rén bước vào phòng, anh bắt gặp cô vợ nhỏ của mình đang ngủ say sưa trên giường. Thật hết biết vợ anh, con gái gì mà ngủ không chút ý tứ, giang cả hai tay hai chân ra mà ngủ mới đau chứ. Ngồi ngắm nhỏ một hồi, bất giác, anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Hai, dường như kể từ ngày đầu tiên hôn nhỏ là anh bị nghiện hay sao ấy, cứ hễ có cơ hội là hôn luôn. Ý dê, nhỏ vùng dậy đẩy anh ra. Đâu, dê đâu? Hít, nó mới hôn em nè. Úi da. Nhỏ ôm lấy đầu vì bị anh cú một cái rõ đau. Hỗn nè, sao nói anh dê em? Thì tại anh, hít, ai bảo? Ai bảo em ngủ tới giờ này, nhìn đồng hồ đi bé, 7 giờ tối rồi đấy. Thì sao? Mẹ đi rồi, dì bà giúp việc cũng đi. Em ngủ, rồi anh ăn cái gì? Hi, đừng lo, em có nấu chè đấy. Trời, ăn chè sao no? Rồi, ăn không? Thì ăn, Thiện ỉu xìu. Trong lúc Thiện tắm rửa thay đồ thì nhỏ dọn bàn, chỉ có mấy cái chén với nồi chè chuối. Nói không phải khen chứ nhỏ làm biếng nổi danh, bỏ công nấu chè là may rồi, chứ ở đó mà nấu đồ ăn. Mẹ, chè này ăn được không? Minh Kỳ hỏi với ánh mắt sợ sệt. Sao con giống ba con vậy? Không tin mẹ là sao? Tại mẹ là chú họ Đậu mà. Cốc, cái vá múc chè vừa được đem ra trưng dụng kịp thời. Hu, người lớn ăn hiếp người nhỏ nha. Mẹ, thôi con không nói nữa. Minh Kỳ im bặt khi thấy cái vá tiếp tục giơ lên. Thiện đã ngồi vào bàn ăn, anh cười khi thấy hai mẹ con tranh cãi với nhau. Thật là lâu lắm rồi, nhà này mới nhộn nhịp như thế, anh vui lắm. Anh ăn đi, nhỏ đưa cho Thiện chén chè rồi quay sang Minh Kỳ. Của con này. Trong muỗng chè đầu tiên vào miệng, hai cha con nhìn nhau mà chuyển sang màu tivi trắng đen, rồi đồng loạt cả hai chạy rầm rầm vào toilet. Nhỏ chả hiểu mô tê gì cả. Gì vậy? Chè ngon mà.
Nhỏ đưa một thìa chè vào miệng. Huệ! Nhỏ phóng như bay vào toilet sau khi Thiện và Kỳ đã đi ra. Nhăn nhó nhìn nồi chè, Thiện hỏi bằng giọng run run. Em cho cái gì vô đó vậy nhóc? Hít, ghê quá mẹ ơi! Kỳ thẻ lưỡi. Hít, hồi chiều em thử nhắm mắt nấu xem sao, chắc em bỏ lộn bột ngọt rồi. Trời, hèn chi cứ thế Kỳ Kỳ, bỏ nguyên hũ luôn. Xỉu. Thế là cả gia đình Thiện trực chỉ nhà hàng. Đành vậy chứ biết sao, ăn cho hết nồi chè đó chắc mai lên diện kiến Thánh Peter luôn quá. Ăn xong, khi về Thiện đòi cầm lái chiếc mô tô. Thật sự thì anh lái nó hôm nay là lần đầu. Này, này anh có biết lái không đấy? Nhỏ la choi choi khi thấy anh cứ lạng qua lạng lại. Ba, bình tĩnh ba. Minh Kỳ cổ vũ anh. Đừng lo, yên chí, yên chí. Thôi, để em lái cho. Không là không, đàn ông con trai mà để phụ nữ cầm lái, ai coi? Trời, có gì đâu. Đã nói không là không. Ba coi chừng, Minh Kỳ hét. Thiện nhanh tay chứ nếu không đã đâm vô xe mỉ gõ. Mặt Minh Kỳ hãy còn tái xanh. Sao mà em nghi quá? Nghi gì, giờ cấp mấy thì cũng là đàn bà con gái thôi. Nói vậy đó hả? Ừ, thấy ghét. Nhỏ chùn mũi, ngồi xích ra xa anh, chống nạnh ra vẻ chống đối. Ghét không? Ghét. Rồi có ôm không? Không. Ôm không? Ý đừng, ôm. Nhỏ hỏng quá ôm chặt lấy Thiện khi thấy anh chuẩn bị tăng tốc. Gì chứ, ông này liều lắm. Ba lợi dụng, Minh Kỳ cười cười. Ha ha, miễn mẹ con ôm ba là ok rồi. À, anh Thiện, coi chừng. Nhỏ hét. Nhưng không kịp nữa rồi, Thiện đã chạy vô vũng lầy. Thế là vợ chồng, con cái gì thì cũng có cùng một màu và một mùi đen, đen và hằng hắc. Chương 14. Ngốc vẫn mãi là ngốc. Nhỏ đang đứng trước khách sạn Legion. Hôm nay là lần đầu nhỏ đến đây, công nhận khách sạn của Thiện cũng bự gớm. Chốc chốc nhỏ cứ nhìn cái cả mèn trên tay và cười tủm tỉm. Chả là hôm nay nhỏ chủ tài nội trợ, nấu một bữa trưa thật ngon và mang đến cho anh ấy mà. Cả tuần này nhỏ vui lắm, dường như trong nhỏ có cái gì lạ lắm, một thứ tình cảm đối với anh. Nhưng thôi, nhỏ chẳng cần phải gọi tên nó làm gì, chỉ cần biết nó làm cho nhỏ thấy hạnh phúc là được rồi. Hít một hơi thật sâu, nhỏ tiến đến chào chị nhân viên tiếp tân. Chào chị. Vâng, chị muốn đặt phòng à? Cô nhân viên nhoẻn miệng cười. À không, em muốn tìm giám đốc. Xin lỗi, chị có hẹn không? Không. Vậy chắc không được thưa chị, giám đốc bận lắm. Cô nhân viên cúi đầu tiếp tục công việc. À không, chị cứ cho em gặp đi, em là vợ của anh ấy mà. Nhỏ bối rối, bận đang dĩ thôi, chứ không nhỏ không tự khai đâu. Nhìn cô gái trước mặt, cô nhân viên tiếp tân thật sự ngạc nhiên. Từ lâu đã nghe nói vợ của giám đốc rất trẻ, nhưng không ngờ cô lại nhí thế này. Cô bé trước mặt cô đang vận một chiếc đầm màu trắng, tóc thắt bím để xõa một bên vai, khuôn mặt còn búng ra sữa thế này thì chắc chỉ mới học cấp 3 là cùng. Không đâu, chắc cô nhóc nói xạo. Nghĩ thế, cô nhân viên nghiêm giọng. Bé con, không đùa nữa, về nhà đi học đi. Ọc, nhỏ trợn tròn mắt nhìn cô ta. Chị vừa mới gọi tôi là gì thế? Tôi 19 rồi đó nha, không có được kêu tôi là bé con. Thôi, không bé con thì là bé bự. Cô về nhà đi, đừng phiền tôi. Chị nói nha, tí tôi gọi điện cho anh Thiện bảo anh kỷ luật chị nè. Không ngờ câu hù dọa của nhỏ có tác dụng thật sự. Cô nhân viên lễ tân hoang mang hỏi. Thật sự cô là vợ giám đốc? Ừ, anh Thiện là chồng tôi thật mà. Ừ, thế nhỏ cứ thân mật gọi Thiện là anh như thế thì cô nhân viên cũng phần nào tin. Tôi đưa cô lên gặp giám đốc. Hi hi, cảm ơn chị. Không có mách giám đốc kỷ luật tôi nha, bà giám đốc nhí. Cô ta đùa. Hi hi, biết rồi mà. Theo chân cô nhân viên lên phòng Thiện, đi dọc hành lang, nhỏ thích thú chiêm ngưỡng cách bài trí ở đây. Cái gì cũng đẹp hết. Quả thật nhìn cô lần vậy mà cũng có tải ra phết. Thế đấy, Minh Thiện được giới kinh doanh thán phục, để biết bao nàng mơ ước, thế mà nhỏ lại bảo cô lần. Anh mà biết được thì không biết thế nào nữa. Đến rồi đó, chào cô. Cúi đầu chào cô nhân viên lễ tân, nhỏ quyết định không gõ cửa mà sẽ mở luôn, xem Thiện đang làm gì, bất ngờ mới vui. Cánh cửa bật mở, nhỏ ngỡ ngàng bởi cảnh trước mắt mình, buông rơi cái cả mền. Nhỏ bỏ chạy thật nhanh, mặc cho tiếng gọi thảng thốt của Thiện còn vang vọng khắp hành lang. Tiểu Phong, Tiểu Phong! Nhỏ vừa nhìn thấy cái gì thế nhỉ? Thiện và Quế Mai. Họ lại có thể tự nhiên ôm hôn nhau trong phòng làm việc thế ư? Nếu đã như vậy, thì anh còn tỏ ra yêu thương, dịu dàng với nhỏ suốt mấy tuần nay để làm gì? Thiện thật độc ác, nhỏ khóc, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống làn môi mặn đắng. Lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, giờ thì nhỏ đã hiểu,
cuộc sống, tình yêu không chỉ có màu hồng. Thiện không đuổi theo nhỏ, anh cần phải nói chuyện với Mai, bởi chính cô là nguyên nhân của tất cả. Thiện sợ nếu không rõ ràng thì không khéo anh sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích cùng nhỏ nữa. Sao anh không đuổi theo? Mai hỏi khi thấy Thiện vẫn im lặng, mắt nhìn về một hướng xa xăm. Anh cần nói chuyện với em, Thiện trầm giọng. Đừng bảo em không yêu anh nữa, em không làm được. Tình cảm là của em, anh không ép buộc được. Nhưng em nhớ rằng anh đã có vợ và vai vế của em trước đây là em vợ của anh. Thì sao? Mai tỏ ra giận dữ. Anh yêu con nhóc tì đó ư, nó có gì hơn em? Em ganh tị với Phong thứ gì thì Phong hơn em thứ đó. Anh nói mà không sợ em đau lòng sao? Sợ chứ, nhưng anh thà làm kẻ nhẫn tâm chứ không muốn Phong phải đau lòng. Thiện lạnh lùng quá, anh đã rạch ròi trong tình cảm. Mà hiểu, cô không có cơ hội, cô luôn là kẻ thua cuộc. Trước đây là chị mình và bây giờ là một cô gái khác. Cô luôn ở bên cạnh Thiện, nhưng mãi mãi người anh chọn không phải là cô. Khi nãy, nhìn thấy Phong đi vào, cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách giàn cảnh để chia cách anh và Phong. Vậy đấy, là Phong đau lòng rồi, cô được gì, anh vẫn chẳng đoái hoài tới cô. Đành vậy, cô không thể tiếp tục chen vào họ, không thể đi trên vết xe đổ của Quế Phương. Tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng lòng tham và sự ganh tị. Em đã hiểu, mãi mãi anh vẫn không yêu em. Anh xin lỗi, mong em sẽ tìm được hạnh phúc. Anh cũng phải hạnh phúc, chị Phương đã làm anh đau rất nhiều rồi. Tạm biệt anh, mai em sẽ đưa đơn nghỉ việc. Mai nghe giọng mình lạ quá. Tùy em, nhưng hãy nhớ, ở đây vẫn luôn có một chỗ cho em. Chào anh. Mai đi rồi, Thiện vẫn đứng đó, anh nghe lòng nhẹ tênh. Tất cả đã được giải quyết, mặc dù anh có hơi buồn, bởi trước đây anh vẫn xem Mai là bạn. Hơn 28 năm sống trên đời, anh chợt nhận ra rằng sống không phải dễ. Một cánh bướm trắng thấp thoáng, có tiếng điện thoại reo là số của Minh Kỳ. Ba nghe này. Ba ơi, mẹ dọn đồ về quê kìa. Thằng bé rối rít. Về quê? Dạ, mẹ nói về quê chơi với nội. Về quê của ba đó hả? Sao mẹ con biết đường về? Mẹ kêu con dẫn. Rồi con nói sao? Hích thì con chịu chứ sao? Trời, tại mẹ khóc nên con mới chịu đấy. Thằng bé phụng phịu. Hai, ba biết rồi, con cứ đi với mẹ về quê chơi đi. Mấy hôm nữa ba xuống đón. Ba không được nói với mẹ là con gọi ba nha. Ừ, biết rồi, bye con. Dạ, bye ba, yêu ba. Minh Kỳ cúp máy, nghĩ đến nhỏ, Thiện chợt mỉm cười. Ngốc vẫn mãi là ngốc, trốn đâu không trốn lại về quê anh. Hai, thiệt là. Chương 15. Nhỏ ngồi trước hiên nhà, vừa gặm đùi gà vừa buồn. Nhỏ về đây đã hơn tuần rồi mà chẳng thấy tăm hơi Thiện đâu. May mà trước khi đi, nhỏ bảo Minh Kỳ gọi báo cho Thiện biết. Dù gì thì nhỏ vẫn muốn được nghe anh giải thích. Vậy mà tệ quá. Chẳng lẽ trước giờ anh chỉ đùa với nhỏ thôi sao? Nghĩ đến đây, nhỏ buồn muốn rơi nước mắt. Con chó mực bị cột ở gốc cây trứng cá gần đó bỗng sủa inh ỏi. Mày bị gì vậy? Nhỏ hỏi khi bắt gặp ánh mắt nó say mê nhìn cái đùi gà trên tay mình. Muốn ăn à? Định cho con mực cái đùi gà bởi nhỏ cũng chẳng muốn ăn nữa. Buồn thế thì ăn gì cho ngon được. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc Thiện là chủ của nó là nhỏ phát ghét. Hua hua cái đùi gà trước mặt con mực, nhỏ nói. Mời đi nhóc, kêu chủ mày xuống đây mà ăn. Thế là nhỏ ngốn luôn nguyên cái đùi gà trước cả mắt sờ thảm của con chó. Chả là hôm nay mẹ chồng nhỏ với nhóc Kỳ đi ăn dỗ nên chẳng ai cho con mực ăn. Thế nó đói nhỏ cũng tội lắm, nhưng ai biểu nó là chó của Thiện làm gì? Thủa đời, ghét chủ thì ghét tớ cũng là chuyện thường. Hay, nó quá, nhỏ xoa xoa bụng đứng dậy. Con mực nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn, xem ra con chó này cũng khôn gớm. Nhìn gì? Thấy ghét. Nhỏ tưởng tượng nó là Thiện và cung chân đá một phát. A, à, xu cho nhỏ, cọng dây xích bị đứt. Tức khí, con mực rượt nhỏ chạy vòng vòng quanh cái ao trước nhà. Trời, thường ngày nhỏ là chúa lười biếng, chạy một vòng sân trường mà còn mệt lên xuống. Vậy mà bây giờ, xem kìa, nhỏ chạy nãy giờ sơ sơ cũng 4 vòng ao rồi đấy. Bớ người ta, cứu tôi! Nhỏ vừa chạy vừa la, chẳng để ý gì cả, nhỏ phóng thẳng lên ôm chặt một người vừa mới bước vào. Cứu! Nhỏ vừa nói vừa thở. Con mực vẫn sủa inh ỏi, nhưng giống như mừng ai đó hơn là đang tức nhỏ. Chừng một lát, tiếng sủa im bặt, nhỏ run giọng hỏi. Nó đi chưa? Rồi, tiếng một chàng thanh niên. Thiệt hả? Thiệt. Đến lúc này, hoàn hồn, nhỏ mới ngước nhìn xem cái người mà nãy giờ mình đeo như Sam là ai, thì hỡi ôi,
đó là chồng nhỏ, Minh Thiện. Ngượng quá, nhỏ đẩy anh ra, chạy một mạch vào nhà. Nhóc, Thiện gọi, anh đã giữ được tay nhỏ. Tôi không quen mấy người. Không quen mà ôm người ta vậy à, mất duyên người ta làm sao, đến đi. Đến gì? Nhỏ quay mặt lại đối diện anh, phùng má giận dữ. Bất ngờ Thiện đặt một nụ hôn lên đôi môi dỗi hờn đáng yêu đó. Nhỏ lặng người, cảm thấy tay chân mình thừa thãi. Cảm nhận sự lúng túng của vợ mình, Thiện thấy yêu chi lạ. Bướng cho lắm thì vẫn chỉ là một cô bé khờ thôi, nhóc ạ. Ui da, đưa tay xoa xoa chỗ mồi vừa bị cắn, Thiện nhăn nhó. Chết anh rồi, kỳ này độc chết anh rồi. Gì hả, ý anh nói tôi là rắn hay sao? Có độc là sao? Hi hi, vợ anh chỉ là con nhím thôi, chưa đủ trình độ làm rắn đâu. Ai là vợ anh? Tự biết đi nhóc. Tào lao, tôi không rảnh nói chuyện với mấy người. Ui! Kéo nhỏ ngã vào lòng mình, Thiện giữ nhỏ bằng đôi tay rắn chắc, anh mỉm cười. Còn giận anh à? Ai thèm giận người dưng, buông tôi ra. Còn người dưng nữa là đừng có trách anh đấy. Anh làm gì tôi? Hôn. Ê, không có giỡn. Nhỏ đỏ gay cả mặt. Thôi, cho anh xin lỗi, không giận anh nữa nghe nhóc. Thiện đổi giọng nghiêm, hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết. Ừ thì bây giờ nói cho biết nè, tại mai tự dưng ôm hôn anh chứ bộ. Hức, ai biết được. Thế luôn đấy. Thiệt không? Thiệt. Thiện cười, mai xin chuyển công tác rồi. Tại sao? Nhỏ ngạc nhiên. Cô ấy sợ. Sợ gì? Sợ em ghen, em lại trả thù cô ấy giống như lúc nãy em đánh con mực ấy. À, anh chọc em à. Chọc này, chọc này. À, không có. Thiện nhanh chân phóng đi, gì chứ chiều cắn của nhỏ kinh lắm. Họ rượt nhau chạy khắp sân, tiếng cười vang vọng giữa buổi trưa hè. Vậy là hơn một năm phải làm vợ anh, đến hôm nay thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ, nhẹ nhàng và bình dị như cơn gió nhỏ. Một ngày em chợt hỏi, hạnh phúc là thứ chi? Em mỉm cười khẽ nói là có em bên đời. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc khi nghe xong chuyện nhé. Cảm ơn các bạn.